minh ngọc xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh audio chuyện hay quý vị và các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay audio chuyện hay mang tới cho chúng ta một câu chuyện về cuộc sống hôn nhân và gia đình câu chuyện hướng tới một đề tài vô cùng quen thuộc nhưng lại có thể khiến trái tim bạn đọc và nghe chuyện trào dâng những cảm xúc bởi trong câu chuyện ai có thể ngờ chứa đựng một cuộc hôn nhân tưởng như rất yên bình lại có một người phụ nữ bị cướp đoạt yêu thương, một đứa trẻ bị bứt ra khỏi vòng tay mẹ, một người chồng giấu trái tim lạnh lẽo trong lớp vỏ yêu thương. Chúng ta cùng nghe và suy ngẫm các bạn nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến nhà rồi. Quân dừng xe và nói với Hà, rồi anh bước xuống mở cửa ô tô cho cô. Bước xuống xe, Hà đứng ở sân để chờ quân đi cất xe và gara, rồi hai người cùng vào nhà. Lúc này là khoảng 10 giờ sáng, thời tiết mùa thu khá mát mẻ, những làn gió nhẹ hưu hưu lướt qua những chiếc lá rồi phả vào mặt Hà làm cô thấy dễ chịu. Nhìn ngó qua một lượt khung cảnh xung quanh mình, trước mắt Hà là một ngôi nhà ba tầng còn khá mới, được sơn màu trắng, có lợp ngói màu xám. Trước nhà, nơi cô đang đứng là một khoảng sân rộng hai bên ngôi nhà trồng rất nhiều hoa và cây cảnh được cắt tỉa rất gọn gàng hai bên tường rào có những khóm hồng leo đang nở hoa màu trắng trông rất đẹp đây là lần đầu tiên hà tới ngôi nhà này nhà quân người yêu của cô theo như quân nói thì nhà anh có kinh tế khá bố anh làm ở một công ty xây dựng còn mẹ anh trước buôn bán quần áo ở chợ nhưng mà mấy năm nay sức khỏe bà không tốt lắm, nên nghỉ việc buôn bán ở nhà nội trợ. Quân đang học năm cuối đại học thương mại, khi anh ra trường xong sẽ vào làm ở công ty bố anh. Mình về nhà thôi." Tiếng nói của Quân đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà. Anh bước đến, cầm giỏ hoa quả rồi cùng Hà đi vào trong nhà, vào đến phòng khách Quân bảo Hà ngồi xuống ghế để anh lên phòng gọi mẹ, nhưng khi quân vừa chuẩn bị bước lên cầu thang thì đã nghe tiếng mẹ anh nói vọng từ trên xuống. Thôi khỏi, tôi xuống đây, không phải gọi. Cháu chào bác ạ. Hà lên tiếng chào bà Hân, mẹ của quân. Bà Hân đưa mắt nhìn Hà một lượt rồi ngồi xuống ghế và chép miệng, cô ngồi xuống đi. Hà gión rén bước tới chiếc ghế và ngồi xuống cạnh quân. Dạ, đây là giỏ hoa quả, Hà mua đến biếu bố mẹ ạ. Quân vừa nói vừa đẩy giỏ hoa quả về phía mẹ mình Tôi đã nghe thằng Quân kể về cô Nay gặp cũng chẳng khác suy nghĩ của tôi là mấy Bà Hân vừa nói vừa thò luôn tay vào giỏ trái cây Cầm lấy chùm nho lên và bứt từng quả cho vào miệng Trông rất khiếm nhã Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Quê ở đâu? Bố mẹ làm nghề gì? Kinh tế gia đình ra sao? Nhà có mấy anh chị em? Quân thấy mẹ hỏi người yêu dồn dập như vậy thì tỏ ra không hài lòng. Kì mẹ, Mẹ hỏi từ từ thôi chứ, mẹ bắn như AK liên thanh thế thì cô ấy biết căng nào mà trả lời. Anh cứ ngồi yên đấy. Bà Hân mắt nghiêm nghị nhìn con trai và nói như ra lệnh. Cháu 23 tuổi, quê ở Phú Thọ, bố mẹ cháu làm nông nghiệp, kinh tế cũng đủ ăn, nhà cháu chỉ có mỗi mình cháu thôi ạ. À. Vậy là cô giỏi hơn bố mẹ cô rồi, tôi tưởng mấy người nhà quê thật thà chất phác, nào ngờ cũng mưu mồ tính toán gớm à mà cô có phải dân tộc kinh không? sao ạ? À? Hà không hiểu câu hỏi của bà Hân nên nhanh mồm hỏi lại. tôi hỏi cô là người kinh hay dân tộc? cháu cũng là người kinh ạ. À? Ừ, tưởng là bọn to cậy thì mệt lắm. ngay đến đây thì Hà cũng hiểu ý của bà Hân. mà người dân tộc giờ họ cũng hiểu biết lắm rồi bác ạ. À. nghe Hà nói vậy mặt bà Hân tối sầm lại. bà trợn mắt nhìn Hà gần giọng cô nói thế chẳng hóa ra cô bảo tôi là người không hiểu biết à dạ dạ cháu không có ý đó ạ người hà run lên cô sợ hãi khi nhìn ánh mắt của mẹ quân cô biết mình đã làm bà tức giận nên lo lắng cô xích người ngồi sát vào quân và không dám nói thêm gì nữa đây là lần đầu tiên ra mắt mẹ quân cô sợ nếu cô làm bà không hài lòng thì sẽ mất điểm nên cô nghĩ lúc này im lặng là thượng sách. Quân thấy người yêu không nói chuyện nữa, bầu không khí có vẻ căng thẳng thì anh nhanh nhảu lên tiếng. Để con đi pha nước cam cho mẹ uống nhé, mẹ thích uống nước cam nhất mà. Quân chạy nhanh vào bếp và lấy cam ra vắt và hai cái ly. Ở ngoài bà Hân lại lên tiếng hỏi Hà, cô học cùng trường con trai tuổi à? Vâng ạ, cháu học sau anh Quân hai khóa ạ. À. Vậy cô cũng giỏi câu dẫn đàn ông đấy, một đứa con gái tỉnh lẻ quê mùa mà lại câu được một thanh niên đẹp trai nhà ở phố thì xem ra cô quá giỏi rồi. Bác! Hà nhìn bà Hân mà trực rơi nước mắt. Sao bà ta có thể thô lỗ nói những lời xúc phạm bạn gái của con trai mình như vậy chứ? Đúng là người đàn bà chua ngoa mà. Nước cam tới đây rồi. Thấy con trai đi ra, bà Hân sợ Hà cay cú sẽ phản bác lại bà trước mặt con trai nên nhanh chóng bảo mẹ bận rồi, hai đứa uống đi nhá. Nói xong thì bà bỏ đi ra ngoài. Ở trong nhà lúc này, Hà cũng bảo Quân đưa cô về. Cô không muốn ở nhà anh thêm nữa, mặc dù Quân cứ nài nỉ cô, ăn cơm xong đến chiều thì về. Những ngày sau đó, Hà ít gặp Quân hơn. Anh hỏi tại sao thì cô nói bận hà chẳng hiểu tại sao từ hôm ở nhà quân về cô không thấy hào hứng mỗi khi nó đón cô về nhà anh chơi cô thấy buồn khi nghĩ tới khoảng cách giữa mình và quân qua thái độ của mẹ anh hôm đầu tiên gặp cô thì cô biết bà ấy chẳng ưa cô chút nào và chắc chắn bà ta sẽ không để hà dễ dàng đến với quân đúng như suy nghĩ của hà hai tuần sau vào một buổi trưa khi hà vừa mới ở trường về thì cô nhận được một cuộc điện thoại của bà hân bà hẹn cô tới một quán cà phê để nói chuyện do vào buổi trưa nên khách đến quán cũng không đông lắm trong quán chỉ có vài người đang uống cà phê trong tiếng nhạc du dương hà bước vào quán thì đã thấy bà hân ngồi sẵn ở đó bà ta mặc một chiếc váy liền thân cổ trễ màu đen phần chân váy hơi xòe ra trông khá gợi cảm Tóc bà búi cao trên đỉnh đầu, làm lộ do đôi bông tai và chiếc dây chuyền ở cổ. Hình như bà ta cố tình làm như vậy để khoe mẽ với Hà. Cô uống gì, gọi đi. Bà Hân hỏi Hà khi cô đã đến bàn ngồi. Dạ thôi, ạ, cháu cũng đang bận nên không muốn uống gì. Bác hẹn cháu ra đây có việc gì không ạ? À? Bà Hân cầm ly cà phê lên, lấy cái thìa khuấy khuấy rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm và bắt đầu lên giọng. Trước kia ấy, khi nghe Thằng Quân nói đang quen với một cô gái thì tôi nghĩ nó chỉ chơi bời cho vui, nhưng mà hôm trước ấy, nó dẫn cô về thì tôi mới biết nó thật lòng yêu cô. Tôi tò mò không biết khi yêu Thằng Quân, cô có biết xa cảnh nhà tôi không? Dạ, cháu cũng nghe anh Quân nói qua ạ. Nghe nó nói hay hay là cô đã tìm hiểu từ trước? Bác nói như vậy là có ý gì ạ? À? <laughs> tôi có ý gì, tự cô phải hiểu chứ là cô biết thằng quân con nhà giàu nên đã cố tình tiếp cận nó cô mồi chài câu dẫn nó để nó phải lòng cô cô đang nhắm đến cái gia tài của nhà nó chứ có yêu đương gì nó đâu thiên hạ này hết con gái rồi hay sao mà nó phải yêu một đứa như cô cô cũng mong biến thành lọ lem mà bác nói như vậy là hơi quá rồi đấy cháu yêu anh quân chưa từng nghĩ đến gia tài của anh ấy Hàn nhìn bà Hân với vẻ mặt tức giận, nhưng cô vẫn cố gắng thanh minh. Nếu cô không nhìn vào tiền của nó, thì cô cho tôi biết cô yêu nó vì cái gì? Vì nó đẹp trai hay là ga lăng? Cháu yêu anh Quân chẳng vì lý do gì cả. Cháu yêu là yêu thôi ạ. Anh ấy là ai thì cháu vẫn cứ yêu anh ấy như vậy. Kẻ đào mỏ nào thì cũng sẽ nói như cô thôi. Bà Hân mở túi sách và lấy ra một cọc tiền 500 nghìn đẩy về phía Hà, cô cầm lấy và rời xa thằng Quân. Cô biết rõ việc bước chân vào nhà tôi là không thể, nên đây là cách lựa chọn khôn ngoan. Bác đang xúc phạm cháu đấy. Cháu nghĩ bác làm như vậy là quá đáng. Anh Quân là con trai bác, nhưng mà anh ấy có quyền quyết định tương lai và hôn nhân của mình. Cô trẻ ít à? Giá của cô chỉ được như vậy thôi. Xin lỗi bác. Tiền không mua được tình yêu của cháu dành cho anh Quân bác cầm lấy số tiền này về và dùng một việc khác có ý nghĩa hơn đi ạ. Hà nói xong thì đứng phát dậy bỏ đi. Bà Hân cũng lộ rõ sự tức giận trên mặt, bà cố tình nói với theo. Tham thì thâm đấy, loại nhà quê rẻ tiền như cô mà còn cao giá, cứ ở đấy mà mơ đi. Nói rồi, bà Hân cất cọc tiền vào túi rồi đứng dậy thanh toán và ra về. Ra khỏi quán, Hà bắt đầu ôm mặt khóc những ấm ức trong lòng cô bị dồn nén giờ bật ra thành tiếng hà ngồi xuống một gốc cây phượng ven đường và khóc nức nở mái tóc cô rũ xuống bị nước mắt làm ướt dính hết vào mặt hà không thèm để ý đến những ánh mắt của người qua đường đang nhìn vào mình cô thấy mình nhục nhã quá tình yêu của cô dành cho quân là hết sức trong sáng không vụ lợi cô yêu anh cô bao giờ nghĩ đến gia tài của anh. Cô biết anh có ô tô, nhưng mỗi lần hai đứa hẹn hò, cô chỉ cho anh đến đón mình bằng xe máy. Có lần, anh dẫn cô đi mua hàng hiệu, nhưng cô nhất quyết từ chối. Hai người chỉ đi chơi và ăn uống ở những quán bình dân, chứ cô chẳng đến nhà hàng sang trọng cùng anh bao giờ. Cô không thích người khác nói cô yêu anh vì tiền. Có lần anh cũng bực bội vì cô không nghe theo ý anh nhưng cô nói nếu anh thực sự yêu cô thì hãy tôn trọng và thông cảm với cô ban đầu quân không quen nhưng dần dần anh cũng bị sự chân thành của cô thuyết phục quân yêu sự giản dị dịu dàng của hà còn hà cô yêu quân bởi sự nhiệt tình tận tụy anh sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hà còn nhớ Cách đây 2 năm, khi Hà mới vào trường đại học thương mại, là một cô gái tỉnh lẻ, trông có vẻ quê mùa, Hà nhút nhát, chẳng dám đi đâu, suốt ngày chỉ lên giảng đường rồi về phòng trọ. Một hôm, có đứa bạn cùng phòng, rủ đi nghe đàn anh khóa trên nói chuyện về kinh nghiệm học tập. Hà cũng đồng ý theo nó, bởi cô cũng muốn học hỏi kinh nghiệm học tập của các anh chị khóa trước. Đến hội trường, sau màn nói chuyện của hai anh chị sinh viên năm cuối có thành tích xuất sắc thì hà định về nhưng cô bạn hà cứ kéo tay cô bảo nán lại nó bảo sắp có một nam thần vừa đẹp trai và học giỏi xuất hiện mà cừ hơn ấy, là anh ta mới chỉ học năm ba nhưng mà thành tích thì đứng đầu trường luôn vậy là hà cũng cố nán lại đúng năm phút sau một chàng sinh viên cao ráo đẹp trai xuất hiện anh ta ăn mặc khá sành điệu và có nụ cười rất duyên khi anh ta vừa bước ra sân khấu tiếng gieo hò của những cô nàng sinh viên dưới hội trường vang lên họ háo hức chờ đợi cả buổi tối chỉ để có giây phút này được nhìn thấy được nghe thần tượng của mình nói chuyện chàng trai được rất nhiều cô gái yêu mến đó chính là quân đẹp trai ga lăng con nhà giàu và đặc biệt thành tích học tập của anh rất cừ nên anh trở thành người thầm thương trộm nhớ trong lòng rất nhiều cô nàng sinh viên nữ sau buổi nghe nói chuyện tối hôm đó về hà cũng thấy mình có thiện cảm với quân nhưng hà nghĩ việc đó rất là bình thường vì người như quân cô gái nào gặp mà chẳng rung động bên cạnh anh có đầy các cô nàng là hoa khôi của trường vây quanh nên những cô nàng bình thường như hà chẳng bao giờ được anh để mắt tới nhưng cuộc đời không ai nói trước được chữ ngờ thật có duyên thì kiểu gì cũng gặp được nhau một hôm đoàn trường tổ chức buổi tình nguyện ở trại dưỡng lão hà cũng xin tham gia tám giờ sáng mọi người đã có mặt đông đủ trên xe ô tô hà đến sớm và chủ động chọn hàng ghế phía cuối để ngồi những người lên sau hà đều chọn hàng ghế trên hoặc ngồi cạnh người họ quen đến giờ xe chuẩn bị xuất phát thì bỗng nhiên quân xuất hiện anh mặc chiếc áo thun bó sát người màu đỏ đô kết hợp cùng chiếc quần jean và đôi giày thể thao màu trắng trông cực kỳ nổi bật quân bước lên xe tất cả các cô gái đều ồ lên họ thích thú khi được đi cùng quân vào xe quân đưa mắt ngó một lượt rồi tiến xuống phía dưới anh dừng ở hàng ghế hà đang ngồi đó là hàng ghế duy nhất còn chỗ trống tôi ngồi cạnh cô nhé xe hết chỗ rồi trời đất ngay quân nói ngồi cạnh mình mà tim hà đập nhanh như muốn rơi ra ngoài mặt cô đỏ bừng lên hai tay thì nóng gian giọng cô ấp úng phát ra tiếng nói lý nhí anh anh ngồi đi ạ à. suốt quãng đường xe chạy hà cứ ôm khư khư cái ba lô đằng trước và quay mặt ra cửa kính chứ cô chẳng dám ngoảnh mặt về phía quân hai người chẳng nói chuyện câu nào hà mong xe chạy thật nhanh để đến trại dưỡng lão nếu không cô cứ phải ngồi yên không dám nhúc nhích thế này thì chết mất. Khi xe đến điểm dừng, Hà ngồi im chờ quân ra khỏi xe, cô mới đứng dậy và nhanh chóng hòa vào đoàn người làm từ thiện của mình. Mặc dù Hà đã cố tình tránh đi gần quân, nhưng chẳng biết rời xuôi đất khiến thế nào. Khi trưởng đoàn chia đội ra để làm nhiệm vụ phát quà, thì Hà lại về đúng đội của quân, mà anh lại làm đội trưởng. Khi tập hợp quân số, quân nhìn thấy Hà thì tuét miệng cười, lại gặp cô à, xem như chúng ta có duyên rồi đấy. Một lần nữa, mặt hà lại đỏ như trái gấc, cô xấu hổ cứ cúi gằm mặt xuống. Quân thấy thế, anh lại càng sấn tới mà trêu cô. Suốt trong thời gian làm việc, Hà vẫn ngại ngùng không dám đến gần anh. Thỉnh thoảng cô đưa mắt liếc trộm anh một cái, rồi lại vờ như không. Tới chiều, khi đoàn chuẩn bị ra về, thì quân chủ động đến chỗ Hà và nói, tôi là quân sinh viên năm thứ ba chúng ta làm quen nhé vâng ạ em là hà sinh viên mới ạ người hà run lên môi cô lập bập cô lấy hết can đảm để trả lời quân sau đó quân chủ động xin số điện thoại của hà rồi khi lên xe anh cũng chủ động nói chuyện với cô sự cởi mở chân thành của quân dần dần làm hà thấy tự tin hơn cô nói chuyện với anh thoải mái hơn cứ như thế hai người trao đổi qua lại quân chủ động giúp đỡ Hà việc học tập, các chuyến từ thiện hai người đều cùng đi với nhau. Hai người nói chuyện và có sở thích rất hợp nhau, giống như là một cặp vậy. Rồi quân hẹn Hà đi chơi, đi ăn, sau mỗi lần hẹn hò, hai người đều chia tay trong lưu luyến. Quen nhau được một năm thì quân tỏ tình với Hà và cô đồng ý đáp lại tình yêu của anh. Hai người yêu nhau từ đó đến nay đã được hơn một năm giờ quân sắp ra trường, còn Hà đang là sinh viên năm ba, hai người yêu nhau, hứa với nhau sẽ cưới ngay khi Hà ra trường. Quân định dẫn Hà về chơi nhà mình mấy lần, nhưng cô không chịu. Mãi hôm vừa rồi, cô mới chịu theo anh, bởi anh cứ nài nỉ nhiều quá. Anh bảo về nhà chơi cho quen dần. Nhưng cô đâu ngờ, khi đến nhà anh, mẹ anh lại có thái độ như vậy. Rồi hôm nay nữa, bà ta còn đem tiền đến để ép cô rời xa quân hà đau đớn khi tình yêu và lòng tự trọng của mình bị xúc phạm cô yêu quân đâu có phải vì tiền hà ngồi khóc một hồi lâu thì cô đứng dậy và đi về hai tuần sau đó hà cũng vẫn tránh mặt quân cô muốn có thời gian suy nghĩ về tương lai của mình cô biết cô rất yêu quân và anh cũng vậy hai người không thể sống thiếu nhau nhưng cô biết làm sao bây giờ mẹ quân không đồng ý cho cô lấy anh nếu cô cố đấm ăn xôi nhất quyết không bỏ quân thì chắc bà ta cũng chẳng thể làm gì nhưng cô không muốn như vậy cô không muốn lấy chồng mà suốt ngày cứ phải sống trong sự khinh ghét của mẹ chồng thời đại bây giờ khác xưa rồi đâu phải như ngày xưa nữa mà cứ phải nhẫn nhịn mẹ chồng chứ sau nhiều ngày suy nghĩ hà quyết định chia tay quân Cô muốn dừng lại tình yêu này để hai đứa sẽ không gặp phải những xung đột đáng tiếc sau này vì mẹ của anh. Nhưng rồi, mọi chuyện cũng không theo ý của Hà, và đúng cái hôm cô quyết định gặp Quân để nói với anh là hai người nên dừng lại thì cô bị ngất. Lan, bạn thân của cô đưa cô vào bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói Hà có thai và bị ngất do thiếu máu. Hàng nghe tin đó mà sốc toàn tập luôn cô cứ ngồi khóc hu hu như một đứa trẻ rồi cô lại hỏi lan là nên làm gì bây giờ cô không thể bỏ đứa bé cũng không thể lấy quân mà nếu bố mẹ cô ở nhà biết tin này chắc ông bà giết sống cô mất cô là niềm sĩ diện của ông bà bao niềm hy vọng ông bà đều đổ dồn vào cô vậy mà giờ đây cô chưa lấy chồng đã có chửa thì ông bà chỉ có nước đeo mo vào mặt mà thôi cứ khóc lóc suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì lan bảo để tao gọi điện cho anh quân xem ý anh ta thế nào thôi biết anh ấy lại lo thì giờ sắp làm bố rồi phải lo đi chứ là thằng đàn ông ấy, thì phải tự quyết định cho tương lai của mình đi chứ không lẽ cứ để mẹ anh ta quyết hộ à liệu có được không hà lo lắng hỏi lại lan sao không được nếu anh ta từ chối thì chẳng còn gì để níu kéo, bỏ luôn cái thai rồi bái bai cho anh ta nhanh. Còn nếu anh ta bảo cưới thì cưới luôn. Nhưng sợ mẹ anh ấy. Mày lấy mẹ quân hay lấy quân hả? Đừng có suốt ngày cứ nhìn mặt người khác mà sống như vậy. Như tao đây này, bỏ ngoài tai hết mọi chuyện xung quanh, tao chỉ sống cho chính tao thôi. Mà có khi bà già ấy thấy có cháu lại thay đổi thái độ cũng nên. Alo, anh Quân à? Lan lấy điện thoại ra và gọi cho Quân. Ờ, Lan đấy à, gọi anh có chuyện gì không? Có, anh đến bệnh viện ngay nhá. Bệnh viện á, em bị sao? Em không sao, nhưng mà cái Hà nó bị. Hà bị gì? Cô ấy bị làm sao? Đang ở viện nào? Quân nghe thấy Lan, nói Hà đang ở viện, thì hốt hoảng chạy đến. Sau khi Lan nói cho anh biết là Hà đã mang thai, thì Quân mừng vui lắm. Anh nói sẽ về bảo với bố mẹ cho anh cưới Hà ngay và đón cô về nhà anh để chăm sóc chứ để cô ở phòng trọ ăn uống thất thường không tốt cho sức khỏe tối hôm đó quân về nhà nói với bố mẹ là hà đã mang thai và anh muốn cưới cô thì ông hùng bà hân không đồng ý ông bà mắng chửi quân một cách thậm tệ mày đúng là thằng đàn ông vô dụng mà đàn ông chơi bời thiếu gì cách mà lại để cho đứa con gái có bầu ông hùng chửi con trai tôi đã cảnh báo nó từ trước mà nó có nghe đâu tôi bảo con bé đó không phải dạng vừa đâu thế mà nó cứ cắm đầu vào, giờ thì nó gai bẫy cho sướng chưa? Con bé đó đúng là lòng dạ khó lường mà. Con ơi là con. Bà Hân cứ dãy lên đành đạch như đỉa phải vôi và cho rằng quân đã bị Hà lửa Bố mẹ đừng nghĩ thế, tội cho Hà. Con và cô ấy yêu nhau có tính toán gì đâu. Giờ cô ấy đã có thai, bố mẹ cứ làm đám cưới cho con xong. Nếu không thích thì cho con ra ở riêng, chúng con sẽ tự lo cho hạnh phúc của mình ạ. À. Đấy, ông nghe không? giờ nó đủ lông đủ cánh rồi nên đòi ra ở riêng đấy không tao kiên quyết không đồng ý không thể để cái loại con gái đào mỏ đó về nhà này được còn tận nói là đừng nói cô ấy thế mà quân hét lên với mẹ mình rồi anh chốt một câu xanh rờn nếu bố mẹ không cho con cưới hà thì con sẽ tự ra ngoài sống với cô ấy và không về cái nhà này nữa trước thái độ kiên quyết của quân thì vài ngày sau ông hùng và bà hân cũng đành phải đồng ý cho anh cưới hà khi hà về nhà quân để bàn chuyện đám cưới thì bố mẹ anh cũng mắng chửi cô một cách thậm tệ nhưng cô nghiến răng chịu đựng vì đứa con trong bụng mình và vì cô rất yêu quân cô muốn được lấy anh và ở cùng anh quân cũng đã cố gắng thuyết phục bố mẹ mình để họ đồng ý cho anh cưới cô thì cô sẽ cố gắng nhịn nhục trước bố mẹ chồng để con cô có một gia đình trọn vẹn Hôm bố mẹ Hà nghe tin cô nói là sẽ lấy chồng vì lỡ mang bầu thì ông bà sốc lắm. Ông la, bố của Hà nằm suốt mấy ngày liền. Ông thấy xấu hổ vì không dạy được con. Bà mậu, mẹ Hà cũng vậy. Bà khóc suốt, vừa thương con dại dột vừa trách con không nghe lời bà đã nói là học xong thì yêu rồi cưới vậy mà con gái bà không nghe lời đi yêu sớm giờ mới học năm thứ ba mà đã để có thai phải cưới chạy dân làng nghe tin hà sắp cưới họ cũng thi nhau bàn tán xì xào họ bảo đang đi học mà cưới thì chỉ có là bác sĩ bảo cưới thôi có người còn nói phí bao công, ông la bà mậu nuôi ăn học, giờ chưa học xong đã phưỡn cái bụng ra, lấy chồng sinh con rồi còn học hành cái gì nữa. Thế là đi tòng bao nhiêu tiền của, biết thế, cứ cho học hết lớp 12 thôi. Những lời bàn tán của xóm làng làm ông la xấu hổ, chẳng dám đi đến đâu. Bà mậu ra đường thì cứ cúi gặp mặt xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai hôm bố mẹ quân gọi ông bà lên để nói về chuyện cưới xin thì nhà họ khinh ông bà ra mặt ông la thấy nhục nhã lắm nhưng cũng đành ngậm bồ hòn vì con gái đã chót mang bầu nên không nói to được bà hân bảo nhà họ cưới cho xong chứ vốn họ không muốn cho quân lấy hà còn tiền dẫn cưới và tiền lễ sẽ không có vì nhà bà cưới cho đã là may lắm rồi nghe mẹ quân nói vậy Ông la chỉ biết mặt dày ngồi im Còn bà mậu cứ khóc thút thít Xin bố mẹ quân hãy thương lấy cháu nội Mà đừng giận Hà Con bé còn trẻ người non dạ Hà nhìn bố mẹ mình phải khuya lụy nhà quân Như vậy thì cô xót lắm Cô định hủy đám cưới Nhưng nghĩ thương đứa con trong bụng Nên đành thôi Hôm bố mẹ Hà ở nhà quân về Cô cũng về cùng luôn để chờ ngày đám cưới suốt quãng đường ngồi trên xe ô tô Hà không dám hé răng câu nào. Cô là đứa con bất hiếu vì cô mà bố mẹ phải chịu nhục cúi đầu xin sỏ người ta. đám cưới của Hà diễn ra một cách chóng vánh bố mẹ cô miễn cưỡng tổ chức đám cưới cho con gái ông La chỉ làm hai mươi mâm cơm mời anh em họ hàng gần gũi chứ không tổ chức linh đình vì ông bảo cưới chạy chứ vẻ vang gì hà biết bố mình tức nên nói vậy chứ ông thương cô lắm ông biết bố mẹ quân không ưa con gái mình nay vì hà có thai nên họ mới đồng ý cho quân cưới cô nên ông sợ hà về đấy sẽ khổ hôm nhà quân về đón dâu lúc tiễn hà ra xe ô tô ông la cũng sớm nước mắt ông chỉ vẫy vẫy tay bảo cô lên xe rồi vội vàng quay vào nhà hà nhìn những đứa trẻ là con của cô dì chú bác nhà cô vẻ mặt hớn hở tung tăng trong bộ váy mới để được đi ăn cưới chị hà mà lòng cô xe lại thực tình cô chẳng thể nghĩ cái ngày trọng đại nhất đời cô lại buồn tẻ thế này đoàn xe rước dâu chạy bon bon trên con đường làng chẳng mấy chốc đã rời xa cái xóm nhỏ miền trung du ra tới đường lớn hai bên đường là vùng đồi đất đỏ có những vườn cọ rộng đang vươn tán lá đón nắng ấm giữa thời tiết chớm đông tiếng gió thổi ù ù bên ngoài làm những chiếc tàu cọ đung đưa như vẫy mừng chào đoàn người qua lại trên đường hà ngồi trong xe ô tô đưa mắt ra bên ngoài nhìn cảnh làng quê khuất dần phía sau mình mà lòng cô có cái gì đó man mác Quân thấy Hà có vẻ không được vui thì liền động viên, không muốn xa quê à, thỉnh thoảng có thời gian anh sẽ đưa em về. Nói rồi, quân nắm lấy tay Hà để đầu cô tựa vào vai mình. Vừa đám cưới xong được hai ngày thì bà Hân gọi quân và Hà ra, bảo sẽ cho vợ chồng cô ra ở riêng. Hà biết mẹ chồng không ưa mình nên muốn tống cô ra ở riêng cho khuất mắt. Hà nghĩ như thế cũng tốt, cô sẽ ít phải chạm mặt mẹ chồng ở chung suốt ngày phải nhìn cái vẻ mặt kinh kiểu, nghe những lời nói mất của bà thì cô cũng tổn thọ mà chết sớm thôi tối hôm đó bà gọi vợ chồng Hà ra và bảo có miếng đất tôi mua ở khu đô thị phía tây đó cũng không xa nhà này lắm giờ cho anh chị ra ở ngoài đó cho nó thoải mái giờ chỉ còn thiếu tiền làm nhà tiền cưới của anh chị được bao nhiêu thì đưa cho tôi để tôi phụ thêm và xây nhà mẹ cho vợ chồng con ở riêng thì xây luôn nhà đi lại còn lấy tiền của bọn con làm gì nhà mình có thiếu tiền đâu quân nói với mẹ khi anh thấy bà bảo vợ chồng anh đưa tiền mừng đám cưới cho bà anh chị giữ tiền làm gì trước mắt giờ ở riêng anh chưa đi làm tiền ăn tôi vẫn chu cấp vài tháng nữa anh đi làm rồi thì có lương nên món tiền cưới đó phải đưa tôi mà tôi làm nhà cho anh chị ở chứ có phải cho tôi ở đâu bà hân chừng mắt quát con trai Quân thấy mẹ làm toáng lên như vậy thì cũng thôi. Thế là gần 100 triệu tiền mừng đám cưới của vợ chồng Hà phải đưa hết cho mẹ chồng. Không những thế, bà Hân còn điện về cho bố mẹ Hà, bảo ông bà phải góp tiền để bà ta xây nhà. Bà Hân bảo với bố Hà, con chung cháu chung, bà ta đã mua đất rồi thì giờ làm nhà thì bố mẹ Hà cũng phải có trách nhiệm. Bố Hà nghe bà thông gia nói như vậy thì tức lắm. Ông định nói cho bà ta một trận rõ ràng nhà bà ta tậu trâu thì phải làm chuồng chứ sao bà lại chia cho nhà ông được ông la định nói bà hân như vậy nhưng suy đi tính lại ông thôi không nói nữa vì ông nghĩ con gái ông đã thất thế về làm dâu nhà họ nếu ông làm quá thì con ông sẽ khổ với lại bà tay xây nhà cho con gái ông ra ở riêng cũng tốt nó sẽ không phải sống cảnh làm dâu thế là ông la dồn hết các khoản tiền, ông bán thêm cả hai con trâu mới có 200 triệu đưa cho thông gia xây nhà cho vợ chồng con gái ông. Khoảng 2 tháng sau thì căn nhà được xây xong, đó là căn nhà hai tầng khá khang trang và sạch sẽ. Do không có tiền nên Quân và Hà cũng chỉ sắm những thứ đồ dùng cần thiết cho việc sinh hoạt của hai người. Thời gian đầu Quân chưa đi làm, ngày nào bà Hân đi chợ cũng mua thức ăn cho nhà cô và để vào trong tủ. Từ khi quân đi làm thì bà không chu cấp cho nữa, cưới xong Hà cũng nghỉ học luôn vì bụng cô bắt đầu to lên, việc đi lại gặp khó khăn, hàng ngày Hà ở nhà lo chợ búa cơm nước, quân đi làm tối mới về nên cô chỉ nấu cơm vào bữa tối, còn sáng và trưa cô uống sữa hoặc ăn tạm cái gì đó. Do mẹ chồng không thích Hà nên cô cũng rất ít khi sang nhà bà, chỉ khi nào có việc cô mới sang nhưng bà Hân thì lại không như vậy, mặc dù rất ghét con dâu, nhưng bà lại rất hay đến nhà cô, mỗi lần bà đến chỉ chốc nhát, nhưng bà luôn dò xét xem cô mua cái gì, ăn cái gì. Hôm nào bà đến cũng vào bếp và mở tủ lạnh nhà cô ra xem. Có hôm bà thấy cô mua một cân thịt bò để trong tủ, bà lôi ra, dơ dơ lên và cố tình nói để Hà nghe tiếng. Lấy chồng xong là đời lên tiên ngay, ăn toàn thịt bò cả miếng. Ban đầu, Hà không biết mẹ chồng nói đều mình, cô nghe lại tưởng bà bảo cô ăn hoang, thì liền thanh minh là cô mua như vậy để ăn dần, cô bầu bì không thể nào, ngày nào cũng đi chợ được. Sau này, biết là mẹ chồng cố tình nói móc mình, thì Hà kệ cho bà muốn soi gì để soi, nói gì thì nói. Ngày Hà lấy quân, mẹ cô bảo dù thế nào cũng phải nhẫn nhịn và chịu đựng Mình có chữa trước Xong mới cưới thì mất giá Ít nhiều họ đều khinh rẻ Nên thôi cố gắng nhịn nhục cho nó qua Hà nghe lời mẹ Nên cô chưa bao giờ cãi lại chồng Hay mẹ chồng Mà luôn cố gắng để làm hài lòng bố mẹ chồng Nhưng dù Hà có cố gắng bao nhiêu Thì bà Hân vẫn không hài lòng Bà luôn giữ cái mặt hầm hầm với cô Và chỉ cần Hà làm trái ý bà một chút Là cô bị bà chửi bới rất thập tệ quân là người con rất biết nghe lời bố mẹ nhưng anh cũng là người chồng thương vợ quân biết hà không được lòng bố mẹ chồng nên anh luôn chiều chuộng cô không mấy khi phàn nàn về cô ngay cả khi anh không hài lòng về việc cô nấu ăn hay mua sắm thứ đồ dùng đó anh cũng đều cho qua mới đấy mà đã sắp đến ngày hà sinh nở niềm vui sắp được làm mẹ cứ thường trực trong hà cô trang trí căn phòng của mình rất nhiều tranh em bé hàng ngày cứ nhìn ngắm những bức tranh đó là hà nghĩ con cô sinh ra cũng xinh đẹp đáng yêu như vậy hà còn lên mạng tìm hiểu và liệt kê ra những thứ đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho mẹ và bé rồi cô bảo quân trở đi mua nghe thấy con dâu nói sắp mua đồ sơ sinh thì mẹ chồng hà liền bảo đồ sơ sinh mua làm gì cho tốn kém dùng ba bữa lại bỏ cứ để đấy tao xin đồ cũ cho hà thì không dám cãi lại lời mẹ chồng vì cô không làm ra tiền nhưng tối đến cô ấm ức bảo với quân thì anh bảo mẹ nói thế cũng đúng mua sắm tốn kém về trả dùng mấy lại bỏ thì phí tiền hà nghe thế mà tủi thân vô cùng cô chẳng hiểu vì sao quân lại có suy nghĩ cổ hủ giống mẹ anh đến như vậy cuối cùng hà đành ngậm ngùi nghe lời mẹ chồng chẳng dám cãi lại nhưng mỗi khi nằm nghĩ hà thấy tội nghiệp cho con cô ước giá như mình đi làm có tiền cô sẽ mua những bộ quần áo mới cho con cô có tiền thích mua gì thì mua chứ không như bây giờ cô phụ thuộc vào chồng nên chẳng thể quyết định cái gì ngay cả việc đơn giản nhất là mua bộ quần áo cho con mình ngày hà sinh con mẹ cô lên ở và chăm cô một tháng bà hân chỉ thỉnh thoảng sang bế cháu một lúc rồi về chứ chẳng bao giờ ngủ lại để bế con giúp cô nhiều hôm con cô quấy khóc bà ngoại cứ bế dinh suốt cả đêm nhìn mẹ mệt mỏi tiều tụy vì trông cháu ngoại mà hà thấy thương mẹ quá cô nghĩ đúng là mọi người nói không sai chút nào cháu bà nội tội bà ngoại là có thật rồi một tháng trôi qua hà đã khỏe trở lại và con cô cũng cứng cáp hơn mẹ cô lại về quê để hà tự chăm sóc con quân đi làm suốt ngày công việc căng thẳng nên mỗi tối anh về hà cũng chỉ dám để anh bế con một lúc để anh chơi với con xong rồi cô bảo anh nghỉ ngơi để hôm sau còn đi làm tiếp mẹ chồng hà ở gần bà cũng rảnh nhưng không sang bế con giúp cô bao giờ nhiều khi con ốm hoặc đi tiêm phòng về nó quấy khóc không đặt được cô phải bế suốt khiến hà thấy cực thân vô cùng bế con trên tay nhìn con khóc mà cô cũng khóc theo nó thời gian trôi mau những vất vả cực nhọc của hà cũng sớm qua đi thằng đạt con trai của hà đã tròn một tuổi bé chập chững biết đi ít quấy khóc và chơi rất ngoan nhìn con trai cứ bi bô tập nói mà niềm hạnh phúc trong Hà trào dâng. Hà ước con cứ luôn khỏe mạnh, đáng yêu và bên cô như vậy. Con là động lực để cô vượt qua tất cả. Nhưng rồi một hôm, Hà nhớ như in cái ngày hôm đó, thằng Đạt, con trai cô tròn 15 tháng. Khi cô đang chơi với con ở trong nhà thì mẹ chồng cô sang và bảo Nay tôi đi xem bói, thầy nói thằng đạt và mày có giờ sinh xung khắc với nhau, không được ở cùng nhau, tuổi của mày xung khắc với nó, nếu hai mẹ con ở cùng nhau thì thằng đạt thường xuyên ốm đau bệnh tật. Nghe mẹ chồng nói vậy, mới lần đầu Hà chưa hiểu lắm nên cứ ậm ừ, nhưng khi thế bà Hân bảo sẽ đón thằng đạt sang ở với ông bà để tránh xa cô ra thì Hà giật mình, cô bảo với mẹ chồng, mẹ đừng tin bói toán lung tung làm gì, toàn vớ vẩn thôi vớ vẩn là vớ vẩn thế nào thầy này bói chuẩn lắm người đến xem đông nườm nượp ai nghe xong cũng bảo đúng tao bàn với bố mày rồi mai sẽ đón thằng đạt về bên đấy không được đâu mẹ nó phải ở với con con là mẹ nó phải chăm sóc cho nó nó vào ở với tao tao sẽ chăm sóc tốt cứ thế đi không bàn nhiều tối về mày bảo với thằng quân thế và chuẩn bị sẵn đồ của thằng bé ra đi sớm mai ông bà có đón sớm Nói rồi, bà Hân bỏ đi về nhà, không cần để ý xem Hà có đồng ý hay không. Hà thấy chuyện này thật vớ vẩn, tối về cô phải nói với Quân với được, không thể để ông bà tách con mình ra khỏi bố mẹ khi nó còn quá nhỏ như vậy. Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong, Hà nói với Quân về việc mẹ anh bảo sẽ đón thằng đạt về bên ấy nuôi vì cô và nó xung khắc với nhau khác với suy nghĩ của hà cô tưởng quân cũng như cô sẽ phản đối chuyện này nào ngờ khi nghe cô nói xong quân bảo ông bà đón con về bên ấy nuôi cũng được có ông bà chăm sóc cũng tốt anh nói như vậy là đồng ý với ông bà sao anh lại có suy nghĩ thiển cận đi tin về mấy lời bói toán vớ vẩn đó được con phải ở với bố mẹ chứ anh thì không tin lời thì bói nhưng mà anh tin mẹ em cứ làm theo mẹ nói đi nay anh mệt lắm nên đi ngủ trước đây nói rồi Quân há mồm ra ngáp và đi vào phòng ngủ, mặc cho Hà cứ đứng thẫn thờ ngoài phòng khách. Thực sự, Hà không thể tin nổi Quân lại nói như vậy. Hà ngồi phịch xuống ghế rồi thở dài. Cô chẳng biết ngày mai sẽ phải làm gì để giữ con ở lại bên mình. Suốt cả đêm hôm đó, Hà không sao ngủ được. Cô cầu mong đêm kéo dài mãi để không có ngày mai nhưng điều đó là không thể vì thời gian không thể ngừng trôi cứ trần chọc trong những lo lắng sẽ bị cướp con mất hà bất giác nghĩ có khi ngày mai mẹ chồng cô sẽ thay đổi quyết định và như thế cô không phải xa con mình nữa 8 giờ sáng hôm sau bà hân sang để đón cháu nội về nhà mình vừa bước vào nhà giọng bà đã sang sảng thằng đạt đâu rồi đã cho nó ăn uống gì chưa dạ cháu vẫn còn đang ngủ ạ Giờ này con ngủ gì nữa, vào cho nó dậy đi, để tao bế nó về bên nhà. Nghe mẹ chồng nói vậy, Hà hốt hoảng. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng tin vào mấy lời bói toán vớ vẩn mà bắt thằng Đạt xa con ạ. À. Nó vẫn còn nhỏ quá, nó cần sự chăm sóc của con. Ờ hay, tao đã nói với mày từ hôm qua rồi cơ mà. Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Mày không thấy thằng Đạt ở với mày lúc bé thì quấy khóc liên miên, giờ lớn hơn một chút vẫn suốt ngày đau ốm đấy à? Nó không hợp với mày Ở với mày mới phải chịu khổ đấy Lấy chiếc xe đẩy của nó ra đây Để tao bế nó ra đưa về Còn quần áo thì mày đem sang sau Nói rồi Bà Hân chạy sồng sộc vào phòng của vợ chồng Hà, bế thằng Đạt chạy ra, đặt vào xe đẩy và đẩy về nhà bà. Thằng Đạt đang ngủ, thấy bị bế đi thì nó kêu khóc ẩm ý. Hà thấy con vừa khóc, vừa bị mẹ chồng đặt vào xe đẩy đi thì cô chạy theo khóc lóc van xin. Mẹ ơi, con xin mẹ, hãy để cháu ở nhà con hà vừa khóc vừa túm lấy vạt áo mẹ chồng van xin bỏ tay ra bà hân gạt tay hà ra khỏi người mình rồi trừng mắt với cô và hét lớn để nó ở với mày nếu xảy ra chuyện gì mày có gánh được không là mẹ thì cũng nên nghĩ cho con mình một chút đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình như vậy nói rồi bà đẩy nhanh chiếc xe mặc cho thằng đạt quay lại phía sau nhìn hà khóc đòi mẹ vậy là bà hân nhất quyết chia sẻ mẹ con hà mặc cho cô khóc lóc van xin khi mẹ chồng đã đưa thằng đạt đi hà lững thững bước vào nhà cô ngồi xuống giường ôm mặt khóc cô thấy uất ức trong lòng mà không biết làm thế nào rõ ràng thằng đạt là con do cô sinh ra mà giờ đây nó bị mẹ chồng cô bắt đi bà nỡ chia cắt tình mẫu tử của mẹ con cô hà thấy con mình bị bế đi mà cô cũng chẳng thể làm gì cô đúng là một người mẹ vô dụng ngồi khóc một lúc hà đứng dậy lấy quần áo của con đút vào mấy cái túi sách sau đó đem sữa và quần áo sang nhà mẹ vào tới nhà mẹ chồng hà thấy bà đang bế thằng đạt trên tay dỗ dành nó mẹ con mang quần áo và sữa sang cho thằng đạt hà chào mẹ chồng rồi định lao tới để bế con thì bà hân xua tay đi vào luôn đi mày ở đây tí thằng bé nó theo lại khóc toáng lên khổ nó ra Nghe mẹ chồng đuổi Nhưng Hà cứ đứng chôn chân tại chỗ Cô đứng nhìn con cô Thằng Đạt đang nằm thiêu thiêu Ở trên vai bà nội Nghe thấy tiếng mẹ Thì giật mình ngóc đầu dậy Quay sang nhìn Hà Mẹ, mẹ Thằng Đạt đưa hai tay ra phía trước gọi mẹ Đòi cô bế Nhưng bà Hân lập tức bế nó chạy vào trong Tao đã bảo là về rồi cơ mà Nán lại dăm ba phút thì được cái gì Chỉ tổ làm cho thằng bé khóc Đúng là người mẹ vô tâm mà vậy là hà lại đành lững thững đi về cô bị cướp mất con kể từ ngày hôm đó mỗi tuần mẹ chồng cho hà đến thăm con một lần vào ngày chủ nhật nhưng bà cũng chỉ cho cô chơi với thằng bé buổi sáng đến trưa là bà đuổi cô về bà bảo cô không nên ở lâu vì sợ thằng đạt quen mẹ khi cô về nó lại khóc chẳng làm thế nào được hà cũng đành nhẫn nhịn chịu đựng vì với bố mẹ chồng tiếng nói của hà không có giá trị gì cô nói gì họ cũng bỏ ngoài tai vì vốn họ đã ghét cô từ trước suốt những ngày sau đó hà buồn bã vì nhớ con mặt cô lúc nào cũng ủ rũ có hôm mẹ chồng sang bảo cô đi mua sữa cho thằng đạt nhìn thấy cô mặt mày ủ rũ thì bà ta lại quát chị làm cái gì mà mặt mày cứ như đưa đám thế hả thiên hạ nhìn vào lại tưởng nhà tôi ngược đãi chị hà im lặng chẳng nói câu gì cô không biết sao mẹ chồng lại thốt ra được những câu như vậy trên đời này làm gì có người mẹ nào xa con mình mà lại vui vẻ được thấy hà im lặng bà hân lại càng điên tiết giờ chị lại không thèm nói cùng với tôi nữa cơ đấy chị đúng là giỏi thật ý bố mẹ chị dạy chị như vậy à hay thằng con nào dạy chị chị xem từ ngày về nhà tôi chị đã làm gì được cái gì chưa đang đi học thì phượn cái bụng ra Bắt vạ con trai tôi Cưới về tôi xây nhà cao cửa rộng cho chị ra ở riêng Chị không phải làm dâu tôi ngày nào Tôi thấy mình cũng tỉnh táo ngày đấy cho chị ở riêng Chứ để chị ở chung với tôi Thì chắc tôi cũng chết sớm mất Giờ tôi đón con chị về nuôi Chị phải vui mới đúng chứ Chẳng có người mẹ chồng nào tốt bụng như tôi đâu Tôi nuôi con, trông con cho chị Có lấy xu nào của chị không Đúng là cái loại nhà quê Chị ta hay ăn vạ Chị cứ nhìn thấy mấy nhà hàng xóm của chị xem Mẹ chồng lên trông con hộ Vừa phải nuôi ăn Mỗi tháng con phải đưa cho mẹ chồng mấy triệu Rồi còn mua đủ thứ quần áo Dây chuyền hoa tai cho nữa chứ Chẳng như cô Từ ngày về làm dâu mẹ chồng Đã biết đồng bạc cắt nào của cô chưa Bà Hân cứ thế Tuôn ra một chàng những lời nói chua ngoa cay độc Hà nghe mà cũng chỉ biết dớm nước mắt Cuộc đời cô Chẳng ngờ lại có những ngày thê thảm như vậy hà lấy tiền dắt xe phóng đi mua sữa cho con mặc kệ cho mẹ chồng cô đứng đó tiếp tục lườm nguyết. đã gần một năm trôi qua hà không được ở gần con mỗi lần hà sang thăm con thằng đạt vẫn gọi cô là mẹ nhưng nó không quấn quýt cô như trước hà biết thằng đạt vẫn là con cô nhưng cô có cảm giác như đã mất con vậy tình yêu của nó với cô giờ đã chuyển sang bà nội Hà thấy đau lắm, nhưng điều đó cũng đúng thôi, nó là trẻ con mà, dễ nhớ và cũng dễ quên. Ai gần gũi với nó nhiều thì nó sẽ quấn quýt và bám, giết người đó. Thằng Đạt yêu bà nội hơn cô, đó là sự thật. Từ ngày, mẹ chồng Hà đón con cô về nuôi, đêm nào Hà cũng mất ngủ, có khi nhớ con quá, cô mở điện thoại ra xem ảnh con rồi nằm khóc. Cũng có hôm Cô mệt quá lên giường thiếp đi, nhưng lại giật mình tỉnh giấc. Cô mơ thấy con mình, Hà hốt hoảng ngồi dậy và lo sợ những điều cô mơ thấy sẽ thành hiện thực. Cô sợ con cô nó sẽ dần quên mình, cô sợ con ở chơi một mình không có ai, nó sẽ bị ngã. Cô sợ nó sẽ coi bà là mẹ. Nghĩ như vậy, Hà lại thấy tim cô thắt lại cầu xin bố mẹ chồng không được nói với chồng anh cũng không nghe nên hà chẳng biết làm thế nào đành chấp nhận hoàn cảnh vậy cũng có lần cô gọi điện về khóc lóc với bố mẹ mình nói quân không chịu nói với mẹ anh ấy đón con về cho cô nhưng mẹ hà lại bảo cố nhịn đi con mẹ chồng con đã quyết thì chẳng ai thay đổi được gì đâu hà biết mình buồn thì than vãn với mẹ mình như vậy thôi chứ ở nhà chồng có mẹ chồng là người quyết định hết mọi việc bố chồng có tiếng là người ra ngoài làm, trong công ty ông cũng có tí chức quyền, nhưng ông lại là người rất sợ vợ, còn Quân thỉnh thoảng cũng thấy anh gân cổ lên cãi mẹ khi có chuyện không vừa ý, nhưng cũng chỉ cần mẹ anh trợn mắt một cái là anh lại răm rắp nghe theo từ ngày hà lấy quân hàng xóm ai nhìn vào cũng bảo cô sướng có mẹ chồng biết điều tâm lý với con dâu bà hết lòng vì con cháu nhưng quả thật hà nghĩ mỗi lần nghe ai đó khen cô sướng thì cô chỉ muốn vả ngay vào mặt họ họ không ở trong chăn nên không biết chăn có giận họ không biết thực sự cô đang sướng ra nước mắt đây quân tuy khá sợ mẹ nhưng mỗi lần thấy hà buồn là anh lại động viên cô Em không phải buồn quá làm gì Cứ coi như em gửi con cho ông bà Để đi làm ăn đi Đầy người họ gửi con cho ông bà dưới quê Đi đi làm hàng năm mới gặp một lần Có chết đâu Đây tuần nào em cũng được gặp con còn gì Mà ông bà nuôi con hộ càng tốt chứ sao Bà chăm cháu anh cũng thấy yên tâm Mẹ thương con, thương cháu Nên mới làm vậy Nhiều người họ có ngó nghiêng gì đến cháu đâu Em chán thì đi chơi, đi mua sắm Nghe quân nói Mà Hà thấy sao anh nói giống mẹ anh đến thế đúng là mẹ nào con nấy mà anh là bố của con cô sao anh có thể nói ra những câu vô tâm như vậy rõ ràng cô và anh là cha mẹ của nó còn sống khỏe mạnh sờ sờ ra đây mà lại để người khác nuôi con mình nếu cô đi làm ăn xa thì không nói làm gì đằng này cô ở nhà ngay gần con mà không được gặp con anh không hiểu là cô đang bị tước mất quyền nuôi con chứ không phải cô nhờ mẹ chồng nuôi con anh chỉ nghĩ được như vậy thôi à hà đưa ánh mắt thất vọng sang hỏi quân em nghĩ thế là không tốt à mẹ làm thế là có lý của mẹ lý cái gì anh bảo lý cái gì làm gì có cái lý nào bắt người mẹ phải xa con không hà điên tiết hét lên với quân thôi thôi anh mệt lắm anh ngủ đây em thích thì đẻ thêm đứa nữa sợ chẳng nuôi được thôi chứ có gì mà hét toáng lên Biết Hà đang giận, quân không muốn cãi nhau với cô nên anh kéo chăn lên chùm kín đầu mình và bắt đầu giấc ngủ. Hà ngồi trên giường nhìn chồng rồi cô bật khóc, cô với tay tắt chiếc bóng điện ở trần nhà và bật chiếc đèn ngủ lên. Ánh sáng vàng, mờ mờ của chiếc đèn ngủ chiếu vào người Hà, nhìn bóng cô nhỏ bé ngồi thu lu hắt lên tường mà Hà thấy lòng mình trống trải cô đơn hà cô đơn giữa ngôi nhà của mình cô đơn ngay chính bên cạnh người chồng của mình quân nói cũng đúng có khi hai người sẽ sinh thêm một đứa con nữa để cô vơi bớt nỗi nhớ thằng đạt hôm qua là chủ nhật hà vừa sang nhà chơi với con một buổi sáng mà hôm nay cô vẫn thấy nhớ con quá nỗi nhớ con cứ thường trực trong hà chỉ cần cô bước chân ra cổng là cô muốn chạy đến bên con nhớ con quá hà chẳng biết làm thế nào nên hôm nay cô quyết định rủ lan đi chơi cho khuây khỏa lâu rồi cô và lan chưa hẹn nhau đi chơi lan là đứa bạn thân cùng phòng với cô từ hồi học đại học quê nó ở thanh hóa nhưng học xong ra trường nó xin việc là ở hà nội và ở đây luôn nó tính tình vô tư phóng khoáng không thích phụ thuộc nên chưa lấy chồng ngày trước khi còn son rỗi cô và lan hay hẹn nhau đi chơi đi mua sắm hay đi ăn từ ngày cô sinh thằng đạt cô bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian hẹn nó đi chơi alo hà à tao nghe đây lan lên tiếng khi hà bấm điện thoại gọi cho cô mày đang ở đâu đấy hà hỏi lan tao ở công ty có chuyện gì à à tao tự mày rảnh nay định rủ mày đi chơi Chán thế, mày chẳng điện trước, nay tao bận mất rồi, để hôm sau nhá, hôm sau rảnh, tao alo cho mày. Ok, Hà cúp máy, để Lan làm việc tiếp, định rủ Lan đi chơi, mà nó lại bận mất rồi. Chán quá, Hà chẳng biết đi đâu, cô lấy xe máy ra và nổ máy. Cô cứ chạy lòng vòng mà chẳng biết mình muốn đi đâu hay định đi đâu lái xe ra đến con đường lớn phía ngoài hà dừng xe vào cửa hàng tạp hóa mua một túi bánh gạo và một túi thạch rau câu cô bảo thằng đạt thích ăn thạch và bánh gạo lắm cô vào mua nó và đem sang cho con khi xe dừng ở sân nhà chồng cô thấy bố chồng đi từ trong nhà ra con chào bố nay bố không đi làm ạ à? ở nay bố nghỉ mà hôm qua chủ nhật mày vừa sang rồi nay lại sang làm gì dạ con mua cho cháu túi bánh gạo và túi thạch ạ à? chị thì chỉ viện cớ để sang thôi mẹ chồng hà vừa nói vừa đi từ trong nhà ra từ sau ấy chị mua gì cho nó thì mua luôn một thẻ rồi đem sang một lần thôi không có thì để chủ nhật hãng mang sang chứ nay chị bảo mua cái này mai chị bảo mua cái khác chị chỉ giỏi viện cớ thôi lưu manh cũng vừa vừa thôi chị làm thế lộ liễu quá ai chẳng nhận ra mẹ con làm gì mà mẹ bảo con lưu manh con mua đồ ăn cho con của mình chẳng lẽ không đúng chẳng lẽ là sai ái chả, nay chị dám mở mồm cãi lại tôi rồi à? Trước đây mồm chị cứ ngậm chặt mà nay cãi to thế. Con có cãi gì đâu ạ? À? Chị là con thấy. Thấy sao? Hà lại im lặng không nói, làm bà Hân rất tức tối. Không làm thế nào được, bà ta bảo để đồ đấy rồi về đi. Mẹ, mẹ cho con và gặp thằng đạt một tí thôi ạ. À? Con chỉ bế cháu 5 phút thôi. Hà cố gắng nài nỉ mẹ chồng, không được. Đã nói không là không, được đằng chân, lân đằng đầu. Tôi chiều chị quá nên chị hư mà Chị mà cứ dai như đĩa thế Thì từng lần sau ấy tôi chỉ cho thăm hai tiếng thôi Nghe mẹ chồng nói vậy Hà chợt dùng mình cô thấy lo sợ Nhỡ bà ta làm như thế thật Thì cô biết làm sao Nên thôi đành Hà để túi bánh gạo xuống bàn Rồi buồn bã quay xe ra về Chuyện vợ chồng Hà định xin thêm con Chẳng hiểu sao lại đến tai mẹ chồng Hà nghĩ chắc là do quân nói Chiều hôm đó, khi hà đang phơi quần áo thì thấy mẹ chồng cô sang biết bà sang nhưng cô cũng kệ cô cứ làm việc của mình cô thấy mẹ chồng đi vào trong nhà một lúc rồi lại quay ra đi về ngay không thấy mẹ chồng gọi hay bảo gì thì hà nghĩ chắc bà chỉ sang ngó nghiêng một lúc như mọi lần tới chiều tối khi cô đã dọn dẹp cơm nước xong cô vào phòng để lấy quần áo đi tắm thì hà thấy ở đầu giường có một chiếc hộp nhỏ cầm lên xem thì thấy đó là một hộp thuốc tránh thai. Lạ nhỉ, cô cô mua thuốc tránh thai đâu? Mà Quân chẳng quan tâm đến những chuyện như thế bao giờ. Bình thường vợ chồng cô vẫn kế hoạch bằng bao cao su, vậy sao lại có hộp thuốc tránh thai ở đây? Hà suy nghĩ một lát rồi quyết định gọi điện cho mẹ chồng. Alo mẹ à, ờ, lại có chuyện gì? Bà Hà bực mình khi thấy con dâu gọi điện. Mẹ, lúc chiều mẹ qua nhà con, hình như mẹ để quên hộp thuốc ở đầu giường con hộp thuốc đấy là tôi mua cho chị đấy mua cho con á hà ngạc nhiên hỏi lại không lẽ là mua cho tôi chị nghĩ gì mà lại nói như vậy con có uống thuốc tránh thai đâu ạ à? dạo này con định thả để sinh thêm đứa nữa không đẻ đái gì nữa chị uống thuốc vào mà kế hoạch chị có tướng sát con những đứa con do chị sinh ra chỉ tội khổ mà thôi nên hãm nó lại đi tôi cấm chị đẻ hà nghe mẹ chồng nói vậy thì đơ người ra Cô không biết bà nói thật hay đùa nữa Hà nhanh mồm hỏi lại Mẹ, mẹ nói thật đấy ạ à? ơ hay cái chị này Tôi trẻ con à mà đùa với chị Tôi nói rồi đấy không được đẻ nữa Trời đất Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ Cô chưa gặp cảnh này bao giờ thật Xưa nay chỉ nghe mẹ chồng bắt con dâu đẻ Chứ chưa hề nghe mẹ chồng cấm con dâu đẻ bao giờ Ấy vậy mà chuyện chớ trêu này Lại xảy ra gia đình cô Và chính với bản thân cô hà tắt điện thoại đặt xuống giường cô nghĩ mẹ chồng cô mê tín quá hóa điên mất rồi nhưng thôi kệ bà việc cấm là của bà còn việc đẻ là của cô bà không thể nào bắt cô làm việc đó được hà cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ như vậy thôi cô không nói với quân mà quyết định bảo chồng từ nay không kế hoạch nữa để sinh thêm em bé nhưng tất cả lại không như hà dự tính và mong muốn từ hôm cô bảo với quân là thả để sinh con thì anh lại chủ động trong việc kế hoạch trước kia anh chẳng để ý đến việc này anh kệ cô nếu ngày nào cô thấy nguy hiểm thì cô bắt anh mặc áo mưa vào nhưng giờ mỗi lần vợ chồng hà quan hệ quân đều chủ động lấy áo mưa ra mặc hà thấy thế thì khó chịu hỏi anh thế là thế nào thế đã bảo là thả để sinh thêm em bé rồi mà anh lại không muốn có con à thôi theo anh có lẽ chúng ta có thằng đạt là đủ rồi sinh thêm con vất vả lắm vất vả cái gì mà vất vả anh có phải nuôi ngày nào đâu thằng đạt từ lúc sinh ra đến giờ anh đã bế được mấy lần mà kêu vất vả chắc anh lại nghe mẹ anh nói rồi có đúng không quân im lặng không nói vậy là hà đã đoán đúng mẹ anh đã bơm những thứ vớ vẩn vào đầu anh và một thằng con trai ngoan như anh lại hết sức nghe lời cấm dám cãi nửa câu sao cái gì anh cũng nghe mẹ anh thế anh phải có chính kiến của mình chứ có mỗi đứa con mẹ anh đã tách nó khỏi tôi rồi giờ anh bảo không sinh thêm nữa thì tôi sống thế nào anh là thằng hèn mà vậy là tối đó quân và hà cãi nhau một trận quân cho rằng hà xỉ nhục anh bảo anh là thằng hèn chuyên bám váy mẹ còn hà nói cô thất vọng về anh cô trách anh không quan tâm đến cảm xúc của cô mà chỉ biết nghĩ cho mình và nghe theo mẹ có lẽ khi yêu nhau, cả Hà và Quân đều không thể hình dung trong cuộc sống hôn nhân của mình sau này lại xảy ra những chuyện như vậy. Lúc yêu nhau, Quân yêu chiều cô, nghe lời cô vậy, mà giờ đây anh hiện nguyên hình là một thằng con chỉ biết bám váy mẹ, nhất nhất mọi điều anh đều nghe theo mẹ. Những chuyện nhỏ nhặt trước kia Hà không để ý chấp nhặt anh làm gì, nhưng lần này cô không thể nhịn anh thêm nữa bởi cái chuyện cấm cô sinh con mà anh cũng nghe theo lời mẹ thì chứng tỏ anh quá nhu nhược và thiếu hiểu biết tối hôm đó hà và quân ngủ riêng hà để cho quân ngủ trong giường còn cô ôm chăn ra phòng khách ngủ sáng hôm sau khi quân đã đi làm hà hẹn lan cùng đi chơi cô không muốn suốt ngày du rú trong nhà nữa cô muốn ra ngoài lâu lắm rồi cô không đi chơi cô chỉ ở nhà chăm sóc con và đi chợ lo lắng cơm nước hầu hạ cho quân nhưng giờ con cô đã bị mẹ chồng đón đi quân thì cũng coi thường cô như mẹ anh ta nên hà thấy buồn chán cô muốn đi chơi sau khi lan dẫn hà đi mua sắm một vòng thì hai người vào một quán cà phê vừa ngồi xuống ghế là hà tuôn ra một chàng những khó chịu ấm ức trong lòng mình cho lan nghe sau khi lan nghe xong thì cô cau mày với hà mày hiền quá nên bị họ bắt nạt rồi con mày mà mày cũng để người khác đưa đi ngay trước mặt mình thì tao chịu mày rồi tao tao không thể làm gì hà thiểu não nói với lan sao lại không thể làm gì mày cứ thế nên bà mẹ chồng của mày mới được nước lấn tới là tao á tao không để yên như vậy đâu vậy mày sẽ làm gì hà hỏi lại lan Tào à, tao á tao xông ra quyết sống mái với bà ta bằng mọi giá tao phải giữ lấy con mình chẳng ai có quyền tách con khỏi mẹ cả Ở Hà thở dài nói Có khi tao hiền quá Cứ nhịn nhục mãi Nên bà ấy mới thế Chẳng vậy thì là gì Lại còn được lão quân nữa Lão ta giờ chỉ toàn nghe mẹ nói thế Thì mày cũng phải có cách đối phó với lão Mày phải cứng rắn lên Cái gì đúng phải đấu tranh tới cùng Không thể cỡ ẩm ở cho qua Rồi lại suốt ngày ủ ê khóc lóc đau khổ Mạnh mẽ lên Hà gật gù Nghe những lời khuyên của Lan Hà nghĩ chắc Lan nói đúng Có lẽ do cô nhẫn nhịn mẹ chồng quá nên bà ấy mới bắt nạt cô như vậy từ giờ cô phải kiên quyết cô phải đòi lại con cô về hà và lan ngồi uống cà phê và buôn chuyện mãi đến chiều tối thì mới tạm biệt nhau ra về sáng sớm hôm sau hà đến nhà mẹ chồng lúc đó chỉ có mình bà ở nhà với thằng đạt con trai cô mày lại đến đây làm gì tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không chừa là sao mày là con người chứ có phải con vật đâu Hà không thèm để ý những lời nói xúc phạm mình của mẹ chồng. Cô lao thẳng vào trong nhà, đến chỗ thằng Đạt đang ngồi chơi và bế nó đi. Bà Hân thấy vậy, chạy lao theo. Mày làm cái gì thế hả? Mày muốn giết cháu tao sao? Bà Hân đuổi tới, cố rằng lại thằng Đạt từ tay Hà. Thằng bé bị giật mạnh thiếu hốt hoảng, khóc thét lên. Đứa cháu tao đây! Bà Hân vừa nói, vừa giật lấy thằng Đạt từ tay Hà. Nó là con của con, không ai được phép cướp nó khỏi con, kể cả mẹ. Hà một tay bế con, tay còn lại cô hất tay bà Hân ra. Bất ngờ bị hất mạnh, bà Hân ngả người về phía sau, suýt ngã. Bà ta cố giữ thăng bằng để không ngã, nhưng ngay lập tức bà ta ngồi thụp xuống đất, hai chân đạp thật mạnh vào nhau kêu lên, Ôi sời đất ơi, con dâu nó đẩy mẹ chồng, ôi bà con làng nước ơi, sang đây mà xem con dâu tôi nó đẩy tôi. Bà Hân cứ ngồi khóc hu hu, ở trong sân để ăn vạ, hà biết mẹ chồng cô đang cố tình giả vờ như vậy nên cô mặc kệ bà ta cô bế thằng đạt và đi ra phía cổng đang định mở cánh cổng đi ra thì ông hùng về nhìn thấy hà bế con thì nói to để thằng bé xuống bố nó là con của con con có quyền được nuôi nó ai cấm mày nuôi đâu mẹ mày nói rồi mày xung khắc với nó nên bây giờ cứ để nó ở đây chúng tao chăm ông hùng vừa nói đến đây thì bà hân chạy từ trong sân ra biết ông hùng về hà sẽ không dám làm gì bà nữa nên bà nhanh tay bế lấy thằng đạt và lớn giọng tôi đã bảo với nó rồi nhưng nó cố tình bế thằng bé đi lại còn đẩy tôi ngã ra để cướp con nữa chứ đúng là lão quá rồi mà thấy trong cổng nhà bà hân có tiếng nói to mấy người hàng xóm đi ngang ngó đầu và xem có chuyện gì thì bà hân được nước cố tình nói xấu con dâu đấy các ông bà thấy không Lấy chồng xong chỉ việc ở nhà ăn chơi Nhà tôi làm sẵn cho ở Giờ con cũng đã có bố mẹ chồng nuôi giúp Thế mà còn không biết điều Định đánh cả mẹ chồng đây này Các ông bà thấy có con dâu nhà nào như con dâu nhà tôi không Mọi ánh mắt đều dồn vào người Hà Cô bị oan mà không thể thanh minh trước sự can thiệp của bố chồng và cảnh thằng Đạt cứ khóc với tay ra đòi bà nên cô không cố tình bế con đi được nữa. Vậy là lần đầu tiên vùng lên đòi lại con của cô đã bị thất bại. Cô phải trở về tay không trong sự đắc thắng của mẹ chồng. Trở về nhà mình, Hà nằm dài trên giường tới 5 giờ chiều mới dậy để chuẩn bị nấu cơm tối. Cô biết cô đang đơn độc trong cuộc chiến đòi lại con từ tay mẹ chồng. Cô phải làm gì bây giờ? Hà đã làm theo cách của Lan, nhưng nó thất bại mất rồi. Hà trầm ngâm và nghĩ đến quân. Cô biết nếu quân có chính kiến của mình và anh kiên quyết đứng về phía cô thì chắc mẹ anh cũng không dám khinh thường cô như vậy nên bây giờ cô phải làm gì đó để quân nghe cô mới được tối nay hà sẽ nhẹ nhàng nói chuyện làm lành với anh và từ từ thuyết phục anh để anh đón con về chỉ còn cách đó mà thôi nghĩ như vậy hà tự thấy mừng thầm trong bụng cô vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối cô sẽ nấu món mà anh thích để lấy lòng anh. Sau khi chuẩn bị cơm nước xong xuôi, Hà ngồi ở phòng khách xem tivi chờ chồng về. Khi thấy tiếng xe của quân về tới, Hà vội vàng chạy ra mở cổng cho quân. Anh về rồi à? Hà lên tiếng chào chồng khi anh vừa từ ô tô bước xuống. Nhìn thấy vợ hớn hở ra tận cổng đón, nhưng mặt quân cứ hàm hầm. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi thẳng vào trong nhà. Anh ném cái cặp sách thật mạnh xuống ghế và nói với giọng vô cùng tức giận. Tôi không ngờ cô là người có ăn có học mà lại làm như vậy Hà ngứa người Chưa hiểu quân đang nói về chuyện gì Thì cô nghe quân tiếp tục lên giọng Trước mặt bao nhiêu người hàng xóm Mà cô dám đẩy cả mẹ chồng Thì xem ra gan cô cũng lớn quá mà Lúc này Hà đã biết quân đang nói đến chuyện Cô ở nhà mẹ anh hồi sáng Thì ra mẹ chồng cô vẫn ấm ức về chuyện đó Nên đã gọi cho quân Hà không biết mẹ chồng cô đã nói những gì với con trai bà, nhưng chắc chắn một điều rằng bà ấy đã kể lể thảm thiết lắm, thì giờ quân mới có thái độ như vậy với Hà. Mẹ anh bảo với anh như vậy à? Mẹ nói thì đã sao? Không nói thì cô làm loạn à? Từ sau bỏ những hành động mất dạy đó đi, nhà này không chứa những loại con dâu như vậy đâu. Nói rồi, quân bỏ đi vào trong nhà, hà cũng chẳng muốn chạy theo để thanh minh với quân làm gì quân đã không thèm hỏi cô xem đầu đuôi ra sao mà đùng đùng quát mắng thì cô biết giờ cô có nói gì đi chăng nữa anh cũng cho rằng cô bao biện nên thôi cô cứ nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà vậy là tối hôm đó hà từ bỏ luôn cái ý định nịnh vợ anh để anh đồng ý sinh con anh ta không muốn sinh con nữa thì thôi. Dù gì cô cũng có thằng Đạt rồi, cô sẽ tìm cách đòi lại con cô về, nhất định cô sẽ đem con về lại bên mình. Ngày hôm sau, Hà lại gọi Lan ra để chút hết những bực dọc trong người cho Lan nghe. Khi Hà vừa kể xong việc mẹ chồng cấm cô sinh con thì Lan phá ra cười mà suýt chút nữa ngụm cà phê trong miệng Lan phun bắn vào mặt của Hà. Mày cười cái gì thế? Vui lắm mà mà còn cười. Hà dầu dĩ hỏi Lan. Tao cười mẹ chồng mày, trên đời này chắc có bà ta là một. Chuyện này mà đưa lên mạng ấy, chắc bà ấy được bầu là bà mẹ chồng của năm mất. Tao nghĩ các cụ nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh là rất đúng. Nhưng quả thực cái cảnh như nhà mày ấy, thì chắc từ cổ trí kim, từ Tây sang Đông tao chưa thấy bao giờ. Lan vẫn vừa nói, vừa không nhịn nổi cười. Một lúc sau, Lan không cười nữa. Cô chép miệng nói với Hà tao đã bảo mày ngay từ đầu là với bà mẹ chồng mày thì phải rắn ngay từ đầu giờ thì mày biết hậu quả của việc không nghe tao chưa? thì tao đâu nghĩ là mẹ chồng mình lại đi tin vào mấy chuyện bói toán vớ vẩn đó thế hôm trước tưởng mày sang bế con về rồi cơ mà sang rồi nhưng bà ấy hét toáng lên lại còn vu vạ cho tao là đẩy ngã bà ấy nữa chứ tao cũng bế thằng đạt ra cổng rồi nhưng ông bố chồng về tới hỗ trợ với lại thấy thằng đạt cứ khóc gọi bà quá tao lại không đành lòng Tao cũng không muốn làm quá đáng quá Dù gì bà ấy cũng là mẹ chồng tao Và là bà nội của thằng Đạt Thế mày cứ cam chịu mãi như vậy à Thời đại nào rồi Mà con dâu có phải nhịn để mẹ chồng thích làm gì thì làm như vậy Nếu mày cứ nhịn như thế Thì từ sau đừng có kêu than với tao làm gì Nhớ chưa Lan không hài lòng về Hà Nên cố tình nói như vậy để dọa cô Nhớ rồi, nhớ rồi Hà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác Để cho Lan hạ hỏa Vì quả thực nếu cô cứ nói về những âm ức trong lòng cô cho Lan nghe Thì kiểu gì Lan cũng nổi điên lên mất Chia tay Lan Hà về nhà Trên đường về Cô có ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn Dạo gần đây Quân thỉnh thoảng không về nhà ăn bữa tối Vậy là trong nhà Chỉ có mỗi mình Hà với hai bữa cơm Nấu một mình Và ăn cũng một mình Cuộc sống một mình Tưởng chừng như đơn giản Dễ sống với mọi người Thì với Hà nó lại Nặng nề khó khăn quá. Vì Hà có nhiều thời gian rảnh, cô không biết làm gì nên suốt ngày cô nghĩ về con, nhớ lúc bác sĩ đặt thằng đạt lên bụng cô khi nó vừa chào đời, lúc đó nó chưa khóc, bác sĩ phát vào mông nó một cái làm nó khóc oe oe. Hà nhớ như in cái cảm giác bụng cô thấy ấm ấm, rồi hình ảnh bàn tay bé tí, đỏ hòn của con cứ kèo cào trên bụng mình cùng với sự nhớp nháp của lúc gây chưa được lau sạch, làm cô nghẹn ngào rồi bật khóc. Rồi cô nhớ những lần con ngủ, cô đặt nó, tỉnh giấc, nó không thấy mẹ đâu, đưa tay ra cùa quạng tìm mẹ. Hà chạy vào ôm con vào lòng mình, cảm giác hơi ấm của hai mẹ con dành cho nhau, thật không thể nào quên cô muốn được ôm con như vậy được canh cho con ngủ được cùng con đi chơi mang đồ về nhà hà đang định mở tủ lạnh cất vào thì thấy điện thoại cô reo lên trong túi sách lấy điện thoại ra hà nhìn thấy đó là cuộc gọi của mẹ chồng cô cô hơi giật mình vì bình thường chẳng mấy khi bà gọi cho cô chỉ khi nào có việc gì liên quan đến thằng đạt hoặc những chuyện bà không hài lòng về cô thì bà mới gọi để mắng cô mà thôi Hà thấy áp lực vô cùng, nhưng cô cũng không thể trốn tránh. Hít thở một hơi thật sâu, rồi Hà bấm nghe. Alo, mẹ ạ. À? Bà Hân hét lên trong điện thoại, làm Hà thấy bút hết cả lỗ tai. Giờ mày thấy sướng chưa? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần là hạn chế đến gần thằng Đạt thôi. Vậy mà cứ suốt ngày ngó nghiêng rồi đòi giật lấy thằng bé. Giờ nó ốm rồi, cũng tại mày đấy. Đúng là con mẹ độc ác mà. Thằng Đạt bị ốm ạ. À? Người Hà lào đảo nước mắt cứ tự nhiên rơi ra, tay cô run run cầm điện thoại, giọng gấp gáp hỏi lại mẹ chồng, "Mẹ ơi, cháu, cháu nó bị ốm ạ, à? cháu nó ốm thế nào hả mẹ?" "Ốm thế nào mày hỏi làm gì? Mày có lo được cho nó đâu mà hỏi, tao báo cho mày biết thế, để từ sau liệu mà tránh xa con ra, đừng có tới gần nó làm gì, chỉ tổ làm khổ nó thôi, tội cho cháu tao." Hai chân Hà lảo đảo, nước mắt cô cứ thế chạy ra miệng cô lập bập nói với mẹ chồng để con chạy sang đứa cháu tới bác sĩ ạ ờ hay sao tôi nói với mày cứ như nước đổ đầu vịt thế hả mày ở yên đó cho tao nhờ nói rồi bà hân tắt máy để mặc cho hà đứng tần ngần giữa nhà nhanh chóng bấm gọi lại cho mẹ chồng nhưng bà không nghe máy của cô nữa cô phải làm gì bây giờ không cô không thể vì một câu nói của mẹ chồng mà bỏ mặc con mình được cô phải đến xem nó thế nào hà lấy chìa khóa xe máy và chạy lao ra sân phóng sang nhà mẹ chồng tới nơi hà thấy cổng nhà đã bị khóa cô ngó đầu ghé vào trong nhà thì thấy cửa nhà cũng khóa mẹ chồng cô không có nhà vậy thằng đạt đâu hay bà đã đưa nó đi khám lấy điện thoại ra hà tiếp tục gọi cho mẹ chồng nhưng bà vẫn không nghe máy chẳng còn cách nào hà đành đứng đợi mẹ chồng ở ngoài cổng cô đi đi lại lại ruột gan cô nóng như lửa đốt có người hàng xóm đi qua Thấy Hà như vậy thì hỏi có chuyện gì mà trông cô suốt ruột thế Hà đành bảo là qua nhà mẹ chồng chơi Nhưng bà chưa về nên bảo cô đợi Hà không muốn cho những người hàng xóm biết chuyện nhà cô Vì nó chẳng hay ho gì Chỉ tổ cho họ đem ra bàn tán Hà thấy cuộc đời cô cũng thật nực cười, đi lấy chồng không được đến nhà bố mẹ chồng, có con mà chẳng được ở gần con, muốn nhìn con cũng phải hỏi ý mẹ chồng, giờ muốn sinh con lại bị mẹ chồng cấm, gặp con chẳng được, đón con về cũng không xong, Hà biết phải làm sao đây, khi những hy vọng của cô cứ dần dần bị mẹ chồng dập tắt. Đợi mẹ chồng một lúc lâu chưa thấy bà về, Hà nhớ ra việc gọi điện cho chồng. Alo anh ơi thằng đạt bị ốm rồi ờ anh biết rồi mẹ gọi nói với anh rồi em muốn được gặp con ừ nhưng nó đang bị ốm cứ để mẹ chăm con đi mẹ bực lắm nên thôi em từ từ sang gặp con sau nghe chồng nói vậy cơn tức vốn đã sẵn trong người hà lại bùng lên sao anh là bố mà lại có thể nói ra những lời như vậy thằng đạt nó là con mình con đẻ của mình cơ mà em sinh con cho nhà anh là cháu ông bà nhưng nó là con em Giờ chính em rứt ruột sinh ra anh có hiểu không Giờ con bị ốm Em là mẹ nó Mà lại không ở bên nó Thử hỏi em có còn được coi là mẹ nó nữa không Nghe Hà nói như vậy Quân không những không chia sẻ Với lỗi lòng của cô Mà anh còn nói một câu đầy khó chịu Có ai bảo em không phải là mẹ nó đâu Nhưng mẹ đã không muốn em đến gần Thì em cứ chiều bà như vậy đi Sao có phải cố làm gì Có khi mẹ nói đúng đấy Tại em hay đến gần nên con nó mới ốm đấy anh nói vậy là ý gì? Anh nói sự thật thôi, chứ chả có ý tứ gì cả. Anh đúng là một ruột với mẹ anh mà. Cô vừa nói gì? Anh nói chứ cẩn thận đấy, tôi tắt máy đây, tôi bận lắm. Có gì tối tôi về nói tiếp. Quân bực mình quát lại Hà rồi anh ta tắt máy, cuộc nói chuyện của Quân và Hà đã dừng trong sự khó chịu của cả hai người. Hà cứ thấy ấm ức về câu nói của chồng, cô không ngờ Quân mà cũng lại nói ra những lời như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Hà thấy quân nói ra những câu vô tâm với cô Đành rằng quân là con thì phải nghe theo lời bố mẹ Nhưng anh cũng cần có chính kiến của mình Cái gì sai thì đừng mù quá nghe theo Đằng này quân chẳng cần quan tâm xem lời Hà nói đúng hay sai Anh ta cứ nhất nhất nghe theo lời mẹ mình Sự ấm ức xen lẫn thất vọng về chồng lại như tăng thêm một bậc trong lòng Hà ngồi đợi thêm khoảng 30 phút thì Hà thấy mẹ chồng cô chờ thằng Đạt về, hình như bà đưa thằng bé đến nhà ông bác sĩ gần đó để khám. Trên xe, Hà thấy treo một túi thuốc. Khi dừng xe ở cổng, mẹ chồng nhìn thấy Hà thì lại hét toáng lên. Tao đã bảo mày là đừng có đến nữa, sao mày còn cố tình đến làm gì, muốn hại chết con mày à? Vừa nói, bà Hân vừa bế lấy thằng Đạt đang ngồi trong chiếc xe đằng trước ra và đến mở khóa cổng. Hà khóc mếu chạy lại con ơi, con có làm sao không? Để mẹ bế con nhé. Hà đưa tay ra, định đón lấy con, thì bà Hân liền quát biến. Bà Hân quát to quá, làm Hà giật nảy cả người. Thằng Đạt cũng bị giật mình bởi tiếng quát to của bà nội, nó khóc ẩm lên. Hà thấy vậy, xót con quá. Cô lao ra, định dùng hai tay rằng lấy con, thì bà Hân vội vàng chạy vào trong, đặt cháu xuống đất và nhanh tay đóng chốt cửa lại mẹ sao mẹ lại làm thế với con hãy để con bế cháu một lúc hà bấu tay và song cửa khóc lóc van nài mẹ chồng mẹ con gì có loại mày tao không có loại con dâu mất dạy như mày thằng đạt bị bà nội thả xuống đất nó giang hai tay ôm lấy chân bà nước mắt nước mũi chảy đầy mặt mồm liên tục gọi bà nội bà nội ơi bà đây bà đây khổ thân cháu tôi bà hân đóng cổng xong thì cúi xuống bế cháu nội lên và đi vào trong mặc cho Hà khóc lóc van xin. Hà đứng nhìn con mình khóc lóc đòi bà mà tim cô như có ai bóp nghẹt. Con của cô, giờ nó chẳng còn theo cô nữa. Vừa đau đớn vừa tức giận, Hà không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô gào lên, trả con lại cho tôi. Bà Hân đã đi vào tới hè, nhưng nghe thấy câu nói của Hà, bà ta lại quay mặt ra, nói, con lại láo, mẹ nói cẩn thận, không bà ra vả vỡ mồm mày bây giờ lúc này có mấy người đi qua họ đứng lại xem mẹ chồng hà và cô cãi nhau hà đành ngậm ngùi im lặng không nói gì thêm nữa vì cô biết nếu giờ cô cố hơn thua với mẹ chồng thì cũng chỉ tổ cho hàng xóm xì xào bàn tán chứ chẳng giải quyết được gì mẹ chồng hà sẽ chẳng bao giờ vì tức giận hay không hài lòng với cô mà trả thằng đạt lại cho cô hà đứng chôn chân ngoài cổng nhìn mẹ chồng bế con mình vào nhà cay đắng mệt mỏi trở về căn nhà của mình. Chiều hôm đó, cô không nấu nướng gì, Hà cứ nằm dài trên giường suy nghĩ về cô và con. Hà lo cho con mình đang bị ốm, bị sốt mà cô không được ôm nó, không được chăm sóc nó. Cô thấy đời mình khổ quá, tại sao? Hai mẹ con cô lại phải chịu đựng như vậy do mẹ chồng cô quá mê tín và ghê gớm, do chồng cô quá nhu nhược hay do chính bản thân cô quá cam chịu. Hà thấy mình đúng là một kẻ hèn nhát, chẳng dám đấu tranh đến cùng để giành lại con mình. Lúc bình thường cô quyết tâm là thế, nhưng khi đối diện với ánh mắt của mẹ chồng, đối diện với những ánh mắt thế gian, cô lại rụt rè, sợ sệt, cô sợ bị đánh giá là đứa con dâu chẳng ra gì. Lý trí của Hà hình như đã bị đánh cắp. Hà thấy hận bản thân mình vô cùng, Hà cứ trách quân là một kẻ nhu nhược, nhưng giờ đây sự nhu nhược đã lây cả sang cô mất rồi tối hôm đó quân đi làm về nhìn thấy quân mà trong lòng hà chợt thấy xuất hiện cảm giác khinh bỉ và căm ghét hà không thể tin người đàn ông trước mặt lại là chồng mình một người đã từng yêu cô say đắm đã bất chấp cãi lời mẹ và cưới cô hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô nhưng đến bây giờ anh vẫn lộ ra là một thằng con trai chỉ biết nghe lời mẹ và bất chấp đúng sai hà còn yêu quân nhiều lắm nhưng tình yêu đó giờ đây không còn nguyên vẹn mà nó đang bắt đầu manh nha cho những vết rạn nứt và tình yêu đó không còn đủ lớn để hà bỏ qua hết thảy những sự vô tâm thiếu trách nhiệm của anh với cô và con có chuyện gì mà lại làm dài ra thế vẫn không bỏ được cái tính cố chấp đó đi à quân đặt cặp sách xuống đưa tay cởi chiếc áo vét bên ngoài và nói với hà hình như anh ta vẫn còn bực tức với hà về cuộc nói chuyện điện thoại ban sáng hà không trả lời câu hỏi của quân cô vẫn nằm trên giường không thèm ngó ngàng gì để anh thái độ ngó lơ của hà khiến quân thêm bực tức thằng đạt nó ốm viêm họng thôi mà chăm sóc là được rồi chứ có nguy hiểm gì mà cứ phải đòi sang để bế nó về đã không hợp với con rồi lại suốt ngày đến gần nó nên nó mới ốm cứ bảo là tại sao hóa ra là tại mình Hà vốn định không tiếp lời quân, nhưng câu nói của anh thực sự làm cho cô không thể nhịn được nữa. Anh im mồm đi, tôi không ngờ người như anh mà cũng tin vào mấy thứ vớ vẩn đó. <laughs> quân nhếch mép, nở một nụ cười thật khó hiểu. Ban đầu ấy, tôi cũng không tin, nhưng mà bây giờ có thấy đấy, sự thật rành rành, hỏi sao tôi không thể không tin đến nước này thì quả thực hà không còn gì để nói với quân nữa rồi cô quay mặt đi và tiếp tục với những suy nghĩ của mình mặc quệ quân cho anh ta làm nhà một mình cô chẳng thèm tiếp quân nói chán thì cũng bỏ đi tắm và mò vào bếp tự tìm cái nhét vào bụng cho đỡ đói nằm trên giường nghĩ mãi hà cũng thấy chán cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho lan hai người nhắn tin qua lại vẫn xoay quanh chuyện hà kể lể những ấm ức của mình về mẹ chồng còn Lan thì hết khuyên nhủ rồi lại bày cách Nhưng cuối cùng Hà vẫn không thể làm được Cô sợ vì cô có một mình Cô sợ quân đau lòng, sợ gia đình tan nát Hay mày đi làm đi Lan nói với Hà Đi làm Ừ, có khi đi làm mày sẽ thấy khuây khỏa hơn Công việc sẽ làm vơi đi núi nhỡ con Nhưng tao biết làm gì bây giờ Ngày đó đang học dở thì lấy chồng Xong lại sinh con Nên Hà tỏ vẻ thất vọng khi nói đến đi xin việc Không cần lo, thiếu gì việc để làm, để tao hỏi cho Ừ, vậy mày hỏi cho tao, tao cũng muốn đi làm, chứ ở nhà suốt ngày con chẳng được gặp Lại cứ phải đối mặt với bà mẹ chồng kia, chắc tao cũng đến chết sớm mà thôi Mấy ngày sau, Lan gọi điện thông báo là đã xin cho Hà làm phục vụ bàn Tại một nhà hàng cần chỗ làm của cô ấy Thời gian làm từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối Hà vui vẻ đồng ý vì cô biết công việc sẽ giúp cô quên đi những ám ảnh về con. Những tiếng khóc thảm thiết cứ in sâu trong đầu Hà nên ở nhà lúc nào cô cũng thấy văng vẳng bên tai mình. Lan dẫn Hà đến quán cà phê nhận công việc, quản lý nhà hàng là một thanh niên khoảng 30 tuổi, trông anh ta khá cao ráo và điển trai, đặc biệt anh ta có nụ cười rất duyên. Anh ta tên là Tú. Đây chắc là cô bạn em giới thiệu tới làm cho anh đúng không? Tú nhìn vào Hà rồi nở nụ cười hỏi Lan Vâng, đây là Hà bạn em ạ Chào anh, em là Hà Anh là Tú Sau khi giới thiệu xong Tú mời Hà và Lan ngồi uống cà phê Và trao đổi cụ thể về công việc của Hà Ngay chiều ngày hôm sau Thì Hà bắt đầu công việc của mình Khi Hà đến Tú cho cô làm quen với những nhân viên khác trong nhà hàng Sau đó bảo cô đi thay đồng phục Rồi bắt đầu công việc Trong những ngày đầu để được nói chuyện với Hà nhiều, Tú thỉnh thoảng lại tìm cớ hỏi cô xem đã quên công việc chưa hay có khó khăn gì không. Hà cũng vô tư nói ra những suy nghĩ của mình. Cứ như vậy, Tú và Hà trở nên thân thiết hơn. Hà nói chuyện với anh cũng tự nhiên và thoải mái hơn. Khi Hà nói với Quân là Hà sẽ đi làm thì anh cũng nhiệt tình ủng hộ, anh muốn cô ra ngoài tiếp xúc với thế giới xung quanh để cô thoải mái tinh thần và vơi đi nỗi nhớ con, cô sẽ không đến để đòi thằng đạt nữa và như vậy mối quan hệ giữa mẹ anh và Hà sẽ bớt căng thẳng hơn. Từ hôm Hà đi làm, Quân hay về sớm hơn vào buổi tối, hôm nay cũng vậy, khi Hà về đến nhà thì đã thấy Quân đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Nhìn người đàn ông của mình đeo chiếc tạp dề đang lật lật miếng trứng rán trong chảo, mà lòng Hà thấy nhẹ nhõm, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi trước đó như tan biến. Hà nhẹ nhàng bước đến và ôm Quân từ phía sau. Cô yêu anh, Hà vẫn thầm nghĩ, giá như lúc này có con của hai người ở đây thì gia đình cô sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Giá như cuộc sống của cô và Quân không bị mẹ anh cố tình chen vào thì sẽ hạnh phúc biết mấy quân quay đầu lại, nở một nụ cười thật ngọt và hôn nhẹ lên chán Hà. Cho em dính hết dầu mỡ lên mặt này. Hà cố tình ôm anh chặt hơn, cô áp mặt mình vào gáy quân hít hít rồi nói, vẫn còn thơm lắm. Quân đặt đũa xuống bàn bếp, anh cỡ tay Hà và quay mặt lại đối diện với cô rồi nhẹ nhàng thủ thỉ. Anh xin lỗi vì đã nói nặng lời với em mấy hôm đó chắc tại anh căng thẳng công việc quá nên mới nói ra những lời như vậy với em em cố gắng chờ thêm vài năm nữa khi con lớn hơn anh sẽ đón con về với chúng ta thế anh không sợ em gần con sẽ hại nó nữa à hà hỏi một câu đầy hàm ý anh đã nói là lúc đó anh không bình tĩnh mà em đừng có để ý mãi câu nói đó làm gì hà nhìn quân đầy vẻ xúc động quân cũng giống tất cả người đàn ông khác trên thế giới này chỉ cần người phụ nữ của họ nhẹ nhàng thủ thủy bên tai thì mọi khó chịu sẽ tan biến trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng nếu biết cả hai dung hòa thì mọi thứ đều trở nên êm đẹp sau khi quân và hà cưới nhau hai người sống vui vẻ không đặt ra bất cứ một quy định nào trong cuộc sống hôn nhân cả hai đều tôn trọng sở thích của đối phương biết hà không đi làm nên quân cũng động viên cô thỉnh thoảng nên đi chơi và anh sẽ đưa tiền cho cô nhưng hà thì không thích như vậy Cô không thích bị mẹ chồng cho là phung phí tiền của chồng, nhưng chính vì việc Hà rất ít ra ngoài như vậy nên quân lại có cái nhìn khác về cô. Anh cho rằng cô chỉ ở nhà lo lội trợ, hiểu biết xã hội bị hạn chế nên trong các cuộc tranh luận anh đều phủ nhận các ý kiến của cô. Chỉ có anh mới là người có những nhận xét đánh giá đúng đắn vì trình độ anh hơn cô, và chạm hiểu biết xã hội hơn nên chắc chắn nhìn nhận sẽ chuẩn hơn hà biết tính của anh nên trong mỗi lần tranh luận khi cô thấy không khí bắt đầu căng thẳng thì cô đều chọn cách im lặng để tránh những cuộc cãi vã xảy ra nhưng như vậy không có nghĩa là hà hoàn toàn cam chịu mà cô âm thầm làm theo suy nghĩ của mình kệ cho mọi việc đến đâu thì đến Cuộc sống của Hà cứ thế trôi đi, mới đấy mà thằng Đạt cũng đã 3 tuổi, từ ngày Hà đi làm, cô không suốt ngày sang nhà mẹ chồng đòi con nữa mà chỉ tới thăm con vào đúng chủ nhật như lời mẹ chồng nói. Hôm nay là chủ nhật, Hà sang thăm con và muốn đưa con đi chơi. Khi Hà vừa vào tới nhà, thằng Đạt đang chơi một mình ở phòng khách, nó nhìn thấy cô thì chạy ra ôm lấy Hà và gọi: "Mẹ, mẹ ơi!" tiếng gọi mẹ hết sức bình thường mà bất cứ ai làm mẹ cũng sẽ được nghe. Nhưng với Hà hôm nay cô thực sự bị tiếng gọi đó làm cho xúc động đến bật khóc. Cô cúi xuống ôm con và hôn chụt chụt lên má nó. Này mẹ cho Đạt đi chơi nhé. Thằng Đạt thấy mẹ bảo cho đi chơi thì gật đầu xa vẻ thích thú. Bế con trên tay Hà đi vào trong bếp để hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, này con đưa cháu đi chơi một buổi nhé. Thôi, nếu hôm nào thằng Quân được nghỉ, thì đưa nó đi chơi một thể, chứ mày đưa nó đi, nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Con chỉ cho cháu đi chơi siêu thị ở gần đây thôi, không sao đâu mẹ. Chờ nhà con đi làm suốt ngày biết bao giờ mới được nghỉ. Giờ chị mới biết, nó đi làm suốt ngày không được nghỉ à. Số nó vất vả, cứ hùng hục làm trâu suốt ngày. Bà Hân đi từ trong bếp ra, thở dài mà nói với Hà bằng vẻ mặt thương xót con trai vất vả và trách con dâu không biết thương chồng. Hà im lặng để mặc mẹ chồng nói Cô quay sang nói với con trai Cô cố tình nói to để cho mẹ chồng nghe tiếng Mẹ con mình đi siêu thị một lúc thì về nhá Đạt thích không? Thằng Đạt vỗ tay ra vẻ thích thú Không đi đâu cả Tao đã nói thế mà mày không hiểu à? Sao mẹ quá đáng thế? Thằng Đạt Nó là con của con Mẹ đã cấm con không được gần nó Một tuần con chỉ được thăm cháu có mỗi buổi sáng Nay cũng là chủ nhật Con muốn đưa cháu đi chơi Mẹ cũng cấm là sao ạ? Con không đồng ý như vậy đâu không đồng ý thì mày định làm gì? Bà Hân tay chống nạng, mắt trợn lên, hất cầm ra mà nói với Hà. Mày bỏ ngay cái kiểu có một lại muốn có hai đó đi nhá. Tao để mày tới thăm nó mỗi tuần một buổi là tốt rồi. Chứ đừng thấy tao dễ dãi tốt bụng mà được đằng chân lân đằng đầu. Mẹ nó hay nhỉ? Thằng Đạt là con của con thì đưa nó đi đâu là quyền của con. Quyền đó được pháp luật công nhận và bảo vệ. Mẹ không được phép cấm con ạ. À. Mẹ mà quá đáng quá là con kiện đòi con về đấy. Hà nói xong thì lập tức đi ra, trên tay cô vẫn bế con trai mình. Bà Hân thấy vậy liền tức tốc lao theo. Khi Hà bế con ra đến sân thì bà Hân cũng tới hè, do bà vội vàng chạy ra cướp cháu về, không để ý ở dưới chân có quả bóng nên bà vấp vào quả bóng và ngã sấp ra hè. Bà Hân bị ngã đau điếng, không kêu thành lời. Hà quay đầu lại nhìn thấy mẹ chồng ngã, cô đang định đặt con xuống để chạy lại đỡ bà thì chợt cô nghe thấy tiếng quát từ phía ngoài cổng cô làm cái gì thế? Sao cô đẩy mẹ ngã thế hả? Quân từ ngoài chạy vào, đỡ mẹ lên, hướng đôi mắt đục ngầu về giận dữ về phía Hà. Tình ngay lý gian, Hà không biết làm thế nào để thanh minh với quân bây giờ. Bà Hân thấy con trai đến đỡ thì cố ngồi dậy, bà lấy tay ôm cái đầu gối chân và kêu lên. Ôi trời ơi con ơi, may mà con về kịp, không thì hôm nay nó để mẹ chết ở đây rồi, đau quá con ơi. Bà Hân cố tình nặn ra mấy giọt nước mắt để quân nhìn Càng làm cho anh thêm phẫn nộ Cô có còn là con người nữa không Cô thật độc ác mà Hà đứng chôn chân nhìn chồng Cô không biết giải thích với quân thế nào cho anh hiểu Đành ôm chặt con vào lòng Nhưng ngay lúc đó Quân đã lao ra và giáng cho Hà một cái tát như trời giáng vào mặt và giật lấy thằng Đạt, mặc cho nó bám chặt vào vai cô và khóc đòi mẹ. Nhìn vẻ mặt hung dữ của Quân lúc này, Hà thấy sao anh ta giống mẹ anh ta đến vậy. Gia trưởng áp đặt không để cho cô giải thích. Quân đã gán cho cô cái tội đẩy mẹ chồng rồi bỏ đi. Hà thấy những lời nói âu yếm ngọt ngào của anh trước đây giống như một lớp vỏ bọc. Nó che đậy cho bản chất vũ phu cục xúc của anh ta. Em không đẩy mẹ là do mẹ tự ngã mà em chỉ hỏi đưa thằng Đạt đi siêu thị một lúc rồi về. Chứ có làm gì đâu mà mẹ cấm. Nó là con của em mà. Cô đừng có bao biện. Cẩn thận cái mồm không tôi vả cho rơi răng ra bây giờ thấy quân vẫn tiếp tục mắng chửi vợ. Bà Hân được thể trồm dậy đi tới chỗ Hà và nói, loại rắn độc như mày, cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi chứ gì. Ngày thường cứ giả dạng vợ hiền dâu thảo, có chuyện một cái lật mặt ngay được mà. Cái ngữ mẹ như mày ở gần con, chỉ làm hư con chứ được nước non đang dạng gì. Đừng có mơ mà đòi đứa cháu tao đi chơi. Mẹ mới là người độc ác, nỡ chia cắt tình mẫu tử giữa mẹ con con hà tức quá cãi lại mẹ chồng khi nghe bà ta chửi mình lần này thì cô không nhịn nữa cô nhịn mãi rồi cô tưởng rằng một điều nhịn là chín điều lành cô nhịn để gia đình được êm ấm nhưng không nay hà đã nhận ra sự nhẫn nhịn của cô không đem lại điều tốt đẹp gì cho cô mẹ chồng và chồng vẫn luôn xem thường cô con cô vẫn luôn xa cách cô xem ra cô đã nhịn một cách vô nghĩa rồi hà hít một hơi thật sâu và thầm cầu nguyện con ơi hãy cho mẹ sức mạnh hà chưa kịp đưa tay chạm vào con mình thì quân đã một tay túm lấy tay cô tay kia anh đưa thằng đạt cho mẹ mình bế mẹ cho thằng đạt vào nhà để con lôi nó về dạy bảo đúng đấy lôi cổ nó về dạy cho nó một trận nếu không được thì gọi cổ bố mẹ nó xuống mà dạy cho nó chừa đi quân kéo tay hà lôi mạnh cô ra ngoài và mở cửa xe dúi đầu cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại mặc cho hà khóc lóc kêu đau vào trong xe, nhưng Hà vẫn tiếp tục vùng vẫy đòi ra ngoài để gặp con. Quân trừng mắt quát lớn, "Cô quậy thế chưa đủ à? Cái nhà này bị cô biến thành trò cười như vậy chưa đủ hả?" À? Hà ngước mắt nhìn Quân, nước mắt cô chảy ướt hết cả khuôn mặt, dính cả vào những lọn tóc. Hà thấy đau đớn vô cùng, tim cô như bị ai đó bóp lại. Ngồi cạnh chồng mình mà Hà thấy cô đơn tột cùng, "Để tôi ra, tôi muốn đón con về." hà vừa nhổm dậy thì quân lại lấy tay ấn đầu cô xuống ghế xe anh không hề thương con anh không muốn nó ở cùng chúng ta đúng không hà đau đớn hỏi quân nhưng anh ta vẫn bình thản khởi động máy cho xe chạy đi mà không thèm ngó sang nhìn cô lấy một giây thái độ vô cảm của quân làm hà không thể nhịn thêm được nữa cô đưa hai tay túm lấy áo anh vừa kéo vừa hét trả lời tôi đi anh trả lời tôi đi Quân đang lái xe, bị Hà kéo lại về phía sau, hai tay anh chới với, cố gắng giữ lấy chiếc vô lăng, nhưng chiếc xe vẫn lảo đảo trên đường. Cố điên à, quân đạp phanh gấp cho xe dừng lại, rồi mở cửa, lao sồng sọc ra ngoài. Anh mở cửa sau và túm lấy tóc Hà, xuống xe. Quân kéo mạnh Hà xuống, rồi anh lên xe, đóng nhanh cửa lại và chạy đi. Hà bị quân túm tóc lôi xuống, làm đầu cô đau buốt vô cùng. Tóc cô rối bù lên, trông giống như một con điên thực sự. Hà đưa ánh mắt căm thù lên nhìn quân. Cô đưa tay quệt ngang mặt để lau nước mắt. Được, anh cạn tàu ráo máng với tôi thì tôi cũng chẳng còn tình nghĩa gì với anh nữa. Tôi sẽ không thèm về nhà anh nữa. Hà tự nhủ như vậy rồi lấy điện thoại gọi cho Lan đến đón cô về. Giờ mới tính thế nào? Lan đưa cốc nước cam cho Hà và hỏi khi hai người đã về đến nhà Lan. Uống một ngụm nước cam xong thì Hà chậm rãi nói. Tao cũng chẳng biết mà mày đang hỏi về chuyện gì? Thì chuyện mày không về nhà ấy tao không muốn về nhà để phải nhìn mặt tên chồng vũ phu đó hà thở dài nói với lan mày nghĩ kỹ chưa lan đánh mắt sang nhìn hà và hỏi với vẻ nghi ngờ tao chẳng nghĩ gì cả giờ lão cạn tình với tao thì tao cũng chẳng cần nhìn nữa trời ạ sao mày là bạn tao bao nhiêu năm mà vẫn không học được trí khôn nào thế giờ mày mà đi là mày dại đấy nàng ạ mày chẳng tội gì phải đi sao mày không nghĩ xem giờ mày đi thì mày mất hết à con không được nuôi nhà không được chia ờ nhưng mà tao không nghĩ được nhiều như vậy giờ tao kệ đến đâu hay đến đó tối nay tao ngủ ở đây với mày nhá chán chẳng muốn về nhà nữa được tao cho mày ở nhờ đêm nay cố gắng lên nhá Lan tiến lại gần Hà vỗ vào lưng cô và động viên phải mạnh mẽ mới chiến đấu được ờ giờ tao nghỉ chút đây mày làm gì thì làm Hà leo lên giường ôm lấy con gấu bông và nhắm mắt lại Tới khoảng 6 giờ tối, khi Hà tỉnh dậy, đã thấy Lan chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Hai người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa nói chuyện khá rôm rả. Ăn xong, cả hai dẫn nhau đi tắm. Lúc Lan và Hà cùng nhau trèo lên giường, cửa cũng đã 9 giờ tối. Vừa đặt lưng xuống thì nghe có tiếng đập cửa thình thình. Lan nhìn sang Hà, Hà lắc lắc cái đầu ra hiệu không biết. Lan bước xuống giường và từ từ đi ra mở cửa Cô dùng hai tay kéo từ từ cánh cửa để xem đó là ai thì lập tức cánh cửa bị đẩy ra một cái thật mạnh từ bên trong làm lan ngã ủnh ra đất. Quân hàm hàm bước vào tiến đến cạnh giường trợn mắt nhìn Hà và quát. Giờ cô lại còn không về nhà nữa à? Thích ở ngoài để tiện hú hí với thằng khác đúng không? Đúng là đồ gái đĩ mà. Hà vùng dậy bước xuống đất cô vén mái tóc lên rồi nhìn thẳng vào quân. Anh vừa nói gì? Tôi nói cô là con đĩ. Quân nhắc lại câu nói với vẻ mặt đầy hung dữ. Hà thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, mắt cô vẫn hướng thẳng vào chồng mình và nói một câu đầy thất vọng, giọng cô cũng chỉ vừa đủ nghe. Tôi không ngờ một người chồng như anh mà lại nói ra những câu như vậy. Tôi thất vọng về anh quá rồi, tôi đã ngộ nhận về sự hoàn hảo của con người anh trước đây, còn bây giờ anh lộ ra là một thằng hèn, suốt ngày chỉ bám váy mẹ và... <laughs> Hà chép miệng cười nhạt, cô... Quân giơ tay tát thật mạnh vào má Hà, làm cô ngã vật xuống giường. Một bên má của Hà đỏ ửng lên, đầu óc cô choáng váng. Lan từ phía ngoài trồm dậy, cô kéo quân ra. Sao anh đánh nó? Anh điên thật rồi mà. Hà nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở, tai cô ủ đi, mặt cứ thế nóng gian. Trời ơi! Hà không thể tin vào tai mình nữa Người đàn ông cô yêu tha thiết Từng bôi ấp má kề với anh Mà anh ta lại dùng những lời lẽ Xúc phạm cô cay nghiệt như vậy không biết anh ta có còn yêu cô nữa không mà lại buông những lời như vậy. Quân bị Lan kéo tay thì tức tối hất mạnh rồi quát. Cô biết gì mà nói, cũng cùng một ruột cả thôi, ngưu tẩm ngưu mã tẩm mã mà. Quân điên cuồng quay sang chửi cả Lan. Nghe quân chửi, Lan không kìm nổi sự tức giận, cô hét lên, biến. Quân dường như không thèm để ý đến lời của Lan, anh dùng tay kéo hà từ trên giường. Cô có vẻ không, loại lăng loan này, đẩy mẹ ngã xong còn giả bộ oan khuất để đi qua đêm, đúng là chơi chẽn mà. Thằng khốn nạn, Hà không thể nhịn thêm được, máu cô dồn lên não, hai tay cô nóng bừng, những thớ thịt trên người cô cứ giật giật theo sự sôi sục của từng mạch máu, cô hét lại với quân và giật tay mình khỏi tay anh ta. Tôi không đẩy mẹ anh, tôi không muốn ở với nhau, thì ly hôn đi, tôi cũng chán cái cảnh này lắm rồi. Lan và Quân cùng đưa ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn Hà, cô vừa nói ly hôn sao đúng từ trước tới giờ hà luôn nhẫn nhịn và dù có chuyện gì có bực tức ra sao cô cũng không bao giờ nhắc tới hai từ ly hôn vậy mà hôm nay hai từ đó được thốt ra từ miệng hà ngay tại đây trong lúc này trước mặt quân chắc có lẽ hà thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán ghét cô không muốn duy trì cuộc sống hôn nhân như vậy nữa vài giây trôi qua quân đã lấy lại được lý trí anh ta nắm lấy tay hà và dùng hết sức mình hùng hổ kéo mạnh cô ra ngoài hà cứ mặc kệ cho quân kéo đi cô không dãy dụa chống cự hay van nài gì cả về đến nhà quân lấy một sợi dây trói ngược hai tay hà về phía sau rồi đẩy cô vào xó nhà hà chưa bao giờ nghĩ lại có ngày cô bị quân đối xử như thế này anh ta như một con thú điên đội lốt một người chồng tốt thả tôi ra Hà ngồi duỗi thẳng hai chân ở xó nhà, cố gắng dãy hai tay, hòng cởi chói. Không cười được đâu, nên đừng có dãy. Quân nhìn Hà và nhích mép cười. Thả tôi ra, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì anh và nhà anh mà chói tôi? Cô xứng đáng bị như vậy, giờ ngồi đấy mà suy nghĩ, xem mình đã làm gì đi. Nói xong, quân tắt điện và đi vào phòng, bỏ mặc Hà ở ngoài trong sự đau đớn và sợ hãi biết không thể bảo được quân cởi trói cho mình nên hà đành nằm xuống đất sự lạnh lẽo của nền đá hoa xuyên qua làn áo mỏng chạm tới da thịt làm hà co người lại nhưng rồi cô vẫn phải đặt lưng xuống đó hà nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn cảnh bóng tối đang bùa vây mình nước mắt cô chảy ra hà đau xót nhớ về những ngày đã qua của mình cô nhớ cái ngày cô yêu quân anh ta ga lăng nâng niu chiều chuộng cô lúc nào trong mắt hà anh ta cũng là người yêu lý tưởng ngay cả tới khi cưới quân hà vẫn luôn nghĩ mình thật tốt số mới lấy được một người chồng như anh còn bây giờ cuộc sống hôn nhân của cô như địa ngục vậy hà trượt nghĩ đến câu nói của ai đó hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu thật đúng với cô trong hoàn cảnh này mọi hình mẫu lý tưởng mọi lớp mặt nạ khi yêu đều bị hôn nhân bóc trần Hà đang phải đối diện với sự thật khảm khốc đó, một sự thật trần trụi đến đáng kinh tởm. Quân, từ một người đàn ông hình mẫu, giờ lộ thành một kẻ độc đoán gia trường và vũ phu. Nhưng mà thôi, than ôi, giờ Hà kịp nhận ra thì đã quá muộn mất rồi. Hà lấy chồng 4 năm và cô vẫn là kẻ tay trắng, không nhà, không việc, không con. À mà cô có con nhưng đã bị mẹ chồng cướp mất hà được bố mẹ nuôi dạy tử tế cô cũng được ăn học đàng hoàng về làm dâu nhà quân cô luôn sống đúng mực và luôn cố gắng nhẫn nhịn mẹ chồng anh cô chưa bao giờ làm điều gì quá đáng hoặc để ảnh hưởng đến gia đình nhà chồng vậy mà giờ đây cô bị coi là người đàn bà mất nết lăng loàn thậm tệ hơn chồng cô còn bảo cô là gái đĩ hà đau đớn muốn buông bỏ tất cả nhưng cô trượt nghĩ đến con mình nó cần cô Hà tự nhủ phải mạnh mẽ để giành lại con mình Cô phải sống để yêu thương con Hà đau đớn mệt mỏi quá Nên nghĩ mãi, khóc mãi Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ Khi Hà mở mắt ra thì trời đã sáng Ngước mắt nhìn đồng hồ đã thấy 6 giờ 30 sáng Hà liên mồm gọi chồng Nhưng không thấy anh ta lên tiếng Hình như anh ta đã ra ngoài rồi thì phải Vậy là anh ta đã bỏ đi Khi cô vẫn bị trói như thế này ư cơn đau bụng ập đến, Hà muốn đi đại tiện mà cô không biết làm thế nào. Cô cố lê cái xác không hồn của mình vào nhà vệ sinh, nhưng tay cô bị trói, cô không sao cởi được hết chiếc cúc quần. À, Hà hét lên một tiếng thật to. Đời cô sao lại có lúc rơi vào hoàn cảnh này chứ? Loay hoay mãi, vẫn không cởi được quần, Hà không nhịn được nên đã đi ra ngoài. Nhìn mình bê bết phân và nước tiểu mà cô thấy nhục nhã quá, nước mắt cô lại chảy dài trên hai gò má trông cô quá thê thảm trời ơi, Hà nhìn xuống mông mình và kêu lên một tiếng Hà ơi, Hà, giọng Lan đang ý ới ở ngoài tao đây, tao ở trong này Lan nghe thấy tiếng Hà nói vọng ra từ ngà vệ sinh cô lập tức chạy vào, vừa đến cửa cô đã đưa bàn tay lên bịt hết mồm và mũi mình lại, mùi gì mà thối thế mày không thấy kinh à, mà ngồi ở đây Lan nhìn Hà và hỏi là tao, tao, mày giúp tao cởi trói để tao đi tắm rửa trời đất lan nhìn xuống tay hà thấy cô vẫn đang bị trói thì hiểu ngay vấn đề thẳng khốn nạn lan lao nhanh ra nhà bếp lấy con dao lên và cắt dây trói cho hà được cởi trói hà đưa hai tay về phía trước cô lấy bàn tay bóp vào chỗ bị trói cho máu lưu thông để nó đỡ tê mày đi ra ngoài đi bẩn lắm hà bảo lan ra ngoài nhưng lan đỡ hà đứng dậy và nói mày thay quần áo ra và tắm đi để tao vào phòng lấy quần áo cho ở lan đi lấy quần áo và đưa cho hà sau khoảng một tiếng đồng hồ, thì Hà cũng đi ra khỏi nhà tắm. giờ mình định thế nào? có cần tao bảo người cho anh ta một trận không? tên bệnh hoạn như anh ta chắc phải cho một trận mới chưa được. Lan tức giận bảo với Hà: thôi, không cần làm to chuyện. tao quyết rồi sẽ ly hôn với anh ta và đòi quyền nuôi con. Mà làm được không? Lan thấy Hà nói ly hôn thì hỏi lại cô như thể không tin. tao làm được và bắt buộc phải làm được. Lan đứng dậy đi đến chỗ Hà và vỗ vai cô. được, thế mới đúng là bạn tao chứ hà cười trừ rồi bảo lan đi làm không muộn khi lan đã đi khỏi hà vào phòng và lấy điện thoại cho bố mẹ hôm nay cô muốn nói cho ông bà biết về cuộc sống hiện tại của mình để ông bà không thấy sốc khi sắp tới cô nói ly hôn với quân ở ờ, mẹ nghe đây nghe tiếng mẹ là hà thấy tủi thân cô khóc òa lên và kể hết mọi chuyện cho bà nghe ngay xong bà mậu liền hốt hoảng hỏi sao nó lại ác thế nó đánh có đau lắm không con hà được thể lại khóc nức lên con khổ lắm con sẽ ly hôn với anh ta con không thể sống mà bị đối xử như con vật được đâu mẹ ạ à. cái loại vũ phu đấy thì bỏ quách đi cho xong tiếng ông la nói vọng từ ngoài vào qua loa điện thoại cái ông này Đổ nước không đổ lại đổ thêm dầu mẹ hà nghe thấy bố cô nói vậy thì liền quay sang móng ông vợ chồng nhà ai chẳng có lúc xô xát ông phải bình tĩnh để khuyên con chứ nói với chồng xong bà mậu lại nói với hà có gì con cứ từ từ để thằng Quân nó bình tĩnh lại nói chuyện xem thế nào. Có khi lúc đó nó nóng nên mới làm thế. Giờ con bỏ chồng thì mang tiếng chết. Dân làng họ cười cho. Hóa ra mẹ lo dân làng cười. Còn con khổ thì mẹ không lo à. Con chẳng hơi đâu mà lo miệng thiên hạ. Con không ở cái nhà đó nữa đâu. Ờ nhưng bây giờ nếu con bỏ thì có phải nhà mình mất toi 200 triệu tiền đưa mẹ nó xây nhà. Con ở lại thì cái nhà đó là của con. Chứ con bỏ nó là không được cái gì cả. Bà mậu có vẻ tiếc của Nên không muốn cho con gái ly hôn Bà khuyên cô cố nhẫn nhịn Con không nhịn nữa đâu 200 triệu chứ 2 tỷ con cũng không ở Sống trong nhà họ Con chẳng khác nào con chó giữ nhà cho nhà họ Bà mậu thở hát ra vẻ mặt buồn bã chép miệng nói một mình Nhưng bà vẫn cố gắng gần rộng Để Hà nghe tiếng Ôi giời Cưới đã chẳng được xu dẫn cưới nào Rồi lại đưa 200 triệu cho nhà nó xây nhà giờ bỏ coi như mất trắng Bà Mậu tắt điện thoại Ở đầu dây bên này Hà cũng quăng cái điện thoại xuống giường Mẹ cô vừa nói Làm cho cô sực nhớ Đúng là ngày cưới quân Mẹ chồng cô viện cớ Hà mang thai trước Nên chẳng dẫn cưới nhà cô đồng nào Rồi khi bảo cho vợ chồng cô ra ở riêng Bà ta nàng nạc đòi bố mẹ cô đưa tiền để xây nhà Nếu giờ cô ra đi tay không Thì nhà họ sẽ cười khỉnh Và bảo nhà cô là lũ ngu cho mà xem Không, Cô không thể để nhà họ đắc ý được Cô phải ở lại đây Từ từ đòi lại con Và đòi lại những gì thuộc về cô Những ngày sau đó Hà cố gắng lấy lại tinh thần Và đi làm tiếp Cô phải đi làm Thì sau này ra tòa mới dễ dàng đòi quyền nuôi con Sau hôm trói và bỏ Hà ở nhà một mình Quân cũng thấy có lỗi Và tỏ ra ăn năn hối cải Nhưng anh ta không hề nói lời xin lỗi với Hà Mà xem chuyện hôm đó Là vì cô quá đáng Nên anh mới làm như vậy bản chất của quân không hề thay đổi anh nói năng nhẹ nhàng từ tốn với hà là để cố gắng làm mở đi cái hình ảnh người chồng vũ phu của mình trước đó hà biết như vậy nhưng cô không tỏ thái độ gì hàng ngày hà vẫn đi làm và hoàn thành việc nhà cuối tuần cô lại tới thăm con trai như không có chuyện gì xảy ra cô muốn mình bình tĩnh lại có thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến giành lại con tại nhà hàng mà hà đang làm phục vụ mấy hôm nay tú đi công tác Công việc quản lý được giao lại cho một người là trưởng nhóm nhân viên. Khoảng 8 giờ tối, khi Hà cùng mấy người nhân viên khác đang lau dọn nốt chiếc bàn để chuẩn bị nghỉ thì Tú về. Chào mọi người, tôi về đây. Tú sơ tay chào mọi người khi anh về đến nhà hàng. À, sếp về rồi ạ. Có quà cho bọn em không? Có đấy. Tú lấy ra một chiếc hộp lớn và đưa cho mọi người. Đó là quà anh mua từ miền Nam ra. Nam một trong số những nhân viên của nhà hàng cầm lấy chiếc hộp và mở ra trong đó là mấy túi bánh pía và kẹo dừa nam gọi tất cả mọi người đến cùng ăn hà cũng nghỉ tay cô đặt khăn lau trên bàn và đến để thưởng thức quà của sếp cô mua khi hà vừa bước tới tú lấy ra một chiếc hộp đồ chơi là cái ô tô điều khiển và đưa cho hà quà này cho nhóc nhà em hà ngạc nhiên nhìn tú sao anh biết em có con trai mà mua quà cho cháu em là nhân viên của anh thì anh phải biết chứ Tú nhìn Hà cười vui vẻ và nói: "Vâng, em cảm ơn sếp ạ." À. Hà đưa tay nhận lấy hộp quà mà trong lòng thấy hơi sợ. Tú biết cô có con trai, vậy ngoài con cô ra liệu anh có biết thêm gì về gia đình nữa không? Cô tần ngần suy nghĩ mà không biết Tú đã nhìn thấy sự khác thường trên khuôn mặt cô. "Em có chuyện gì à?" "Không, không ạ, à. em cảm ơn anh ạ." À. Hà cầm lấy chiếc ô tô và đến ăn bánh cùng mọi người, tới 8 giờ 30 thì Hà cùng mọi người ra về hôm nay rất lạ tú theo hà ra tận cổng khi cô đi về có chuyện gì cần anh giúp thì cứ nói nhé tú nhìn vào hà và nói sao ạ à anh muốn nói là nếu em có khó khăn gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh em hà ấp úng nhìn tú chắc lan đã nói gì cho anh nghe rồi đúng không ạ không có gì lan chỉ nói với anh là em đang gặp chút rắc rối trong gia đình vâng em không sao ạ chào anh em về Tú nở nụ cười tạm biệt Hà, rồi đi vào trong. Ra khỏi nhà hàng, Hà lấy điện thoại gọi cho Lan. Này, sao mày lại kể chuyện của tao cho anh tú nghe làm gì? À, hôm trước tao với anh ấy ngồi nói chuyện, anh ấy hỏi về mày, tao cũng nói qua hoàn cảnh để có gì anh ấy tạo điều kiện cho mày thôi. Lan nói, thanh minh với Hà. Thế này anh ấy hỏi gì mày à? Không, anh ấy mua quà cho thằng đạt. Chỉ là tao không muốn người khác biết chuyện của mình thôi. Ờ, mà tao hỏi qua rồi đấy, anh Tú có mấy người bạn làm bên tòa án, nếu mày ly hôn mà muốn đòi quyền nuôi con thì cứ thử hỏi anh ấy xem, có khi anh ấy giúp được đấy. Vậy hả? Hà nhanh nhỏ hỏi lại Lan. Để lúc nào, tao hỏi thử anh ấy xem sao. Ừ, thế nhá, cố lên. Hà tắt điện thoại và về nhà, mấy hôm sau, Hà chủ động hỏi Tú xem anh có quen ai là luật sư thì giới thiệu cho cô. Tú nhiệt tình giới thiệu cho cô một người bạn của anh làm luật sư tên Việt, sau khi gặp Việt và được anh hướng dẫn qua thủ tục ly hôn và giành quyền nuôi con, thì Hà quyết định làm đơn ly hôn. Tối hôm đó, Quân đi làm về, sau khi ăn uống xong vào phòng thì Hà đưa tờ đơn ly hôn ra trước mặt anh ta và nói: "Anh ký đi, tôi muốn ly hôn, tôi sẽ giành quyền nuôi con." Quân cầm tờ đơn ly hôn lên, mặt anh ta hầm hầm. Giờ cô lộ rõ là con đàn bà đi đĩ bên ngoài, rồi về đòi bỏ chồng đúng không? được tôi sẽ có cho cô toại nguyện ly hôn thì không vấn đề gì nhưng con thì không được nuôi nó là con tôi sao tôi lại không được nuôi hà hét lên với quân cố tưởng cứ đẻ ra thì được làm mẹ à mơ đi thằng đạt là do mẹ tôi nuôi lớn cô không giành được đâu cái hạng quê mùa như cô ở cái thành phố này mà đòi nấu với tôi à hà biết quân đang nói điều gì anh ta đang cảnh báo cô một người thân cô thế cô như hà thì đừng có đấu với anh ta gia đình anh ta bề thế Cô đấu không nổi đâu Anh khinh người quá rồi đấy Đừng tưởng cứ có tiền là muốn làm gì thì làm Thì cô cứ thử xem Quân chống tay sông gối Ghé mặt vào Hà mà nói Đừng có đem trứng ra trọi với đá Nói xong quân bỏ ra ngoài Hà ở trong nhà nhìn theo quân Với ánh mắt đầy cam ghét Đúng là mẹ nào con ấy Hách dịch như nhau Xác định ly hôn Quân đến nói với mẹ anh ta Về việc Hà đòi ly hôn và giành quyền nuôi con Bà Hân nghe xong thì lồng lộn lên Còn danh này láo quá rồi mà Ngày xưa mẹ đã bảo là đừng có lấy cái loại như nó Thì mày không nghe Thôi mẹ đừng nhắc lại chuyện đấy nữa Bây giờ lo làm sao mà giữ được quyền nuôi thằng Đạt ấy Quân nó nói đúng đấy Ông Hùng lên tiếng Thằng Đạt vẫn chưa đủ 36 tháng Quyền nuôi con vẫn thuộc về người mẹ Sao lại vô lý thế được Tôi mới là người nuôi nó cơ mà Bà Hân nói với chồng và con trai Đành rằng như vậy Nhưng con bé là mẹ ruột của nó Thôi để tôi hỏi mấy người bạn làm bên tòa án xem sao Ờ ông hỏi đi Không thể để con nhà quê đó cướp cháu nội tôi đi được Mà thằng Quân gọi cho bố mẹ vợ mày xuống đây Tao phải bảo nhà nó Dạy lại con mới được Có bỏ chồng thì vác cái xác đi thôi Chứ còn dám giành quyền nuôi con à Vâng mà gọi nói thế nào mẹ Quân quay sang hỏi mẹ Thì mày cứ bảo vợ con bị phải cảm Bố mẹ lên ngay Theo lời mẹ Quân chọn lúc nửa đêm, khi Hà đã ngủ, anh ta gọi điện cho bố mẹ cô và nói là cô bị phải cảm. Vậy là sớm hôm sau, ông La và bà Mậu tức tốc bắt taxi xuống Hà Nội xem con gái thế nào. Đến nhà thông ra, vẫn thấy bà Hân đang ngồi xem Tivi thì ông La hớt hải chạy và hỏi Cháu nó có bị làm sao không bà? Cháu đang ở viện nào ạ? Chúng tôi lo quá. Không phải lo, nó không chết được đâu. Bà Hân nhìn vợ chồng ông La và chép miệng. Dạ, cháu nó ở nhà hay ở viện ạ? bà cho chúng tôi đến thăm cháu Bà mậu khúm núm nói với thông gia Để tôi gọi cho thằng Quân Bảo nó gọi con bé sang Bà nói vậy là Ông La trột dạ hỏi bà Hân Nó không bị sao hết Tôi gọi các người xuống đây là để dạy bảo con gái Bà, bà Ông La tức điên người vì lời nói của thông gia Bà ta nỡ đem tính mạng của con ông ra Mà đùa giỡn như thế sao Bà quá đáng vừa vừa thôi Ông La vừa hét vừa chỉ tay vào mặt bà Hân. Đúng lúc đó Quân và Hà bước vào, thấy bố vợ có vẻ tức giận chỉ tay vào mặt mẹ mình thì Quân sấn tới, hất tay ông La ra và nói Ông định làm loạn ở cái nhà này à? Nhìn thấy con trai đến thì bà Hân lại vu vạ kêu lên Ôi giời ơi, may con đến kịp không thì ông ta đánh mẹ chết rồi. Bà! Ông La tức tối, định đẩy quân sang một bên để đi ra ngoài vì ông không muốn ở thêm trong nhà thông gia thêm một giây nào nữa khi ông La vừa chạm tay vào quân thì hắn tưởng bố vợ đánh mình liền lấy tay đẩy mạnh ông ra. Ông La loạn choạng va đầu vào thành kế và ngã xuống đất. Hai mẹ con Hà vội vàng đến đỡ ông La dậy xong rồi Hà định xông tới sống mái với tên chồng khốn nạn của mình thì bị bà mậu mẹ cô ngăn lại. Cô liền quay sang quân quát. Anh là thằng con mất dậy dám đầy của bố tôi à? Là ông ta định đánh tôi trước mà. Quân trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ. Bố, có sao không bố? Ông La xua xua tay bố không sao. Mẹ chồng Hà thấy thông gia bị ngã thì bà ta vẫn cố chu mỏ lên để bảo vệ cho con trai. Là ông tự ngã đi nhá, đừng có một đổ oan cho con trai tôi. Nó là người chồng tốt, vậy mà con gái các người đi qua đêm đi điếm bên ngoài về đòi bỏ nó. Giờ còn tranh quyền nuôi con, các người lôi nhau ra khỏi nhà tôi mà dậy dỗ nhau đi. Ông la, mắm chặt hai môi vào nhau, tay ông gồng lên gân guốc, loại khốn nạn như nó thì bỏ là đúng thôi. Còn bà, thằng Đạt có ở với bà, thì nay mai cũng hỏng mất thôi. Đi về con, nhất định phải đòi thằng Đạt về. Con là mẹ nó, con có quyền. Pháp luật bảo vệ con không việc gì phải sợ mẹ con bà ta cả. Ông La nắm tay con gái và bảo dẫn ông ra khỏi nhà thông gia. Trước khi đi, ông còn bảo, bà còn phải trả con gái tôi 200 triệu tiền xây nhà đấy. Nếu không bà không yên với tôi đâu. Bà Hân nghe thấy ông La đòi tiền thì lồng lộn lên, tay chống nạnh, mắt trợn ngược. Tiền xây nhà ở mấy năm mon cả nhà rồi mà vẫn có đòi à? Thế thì các người cũng trả lại tôi tiền con gái các người ở nhà tôi mấy năm nay đi. Thôi bố, không nói chuyện được với bà ta đâu, mình đi thôi. Có gì ra tòa nói, để con đưa bố đi khám. Thôi, bố không sao đâu. Không sao thì cũng phải chụp điện, xem đầu có làm sao không bố ạ. À? Hà dắt tay bố đi xa và gọi xe đưa bố mẹ đến một phòng khám gần nhà để chụp điện. May mắn ông không bị sao. Hà đưa bố mẹ đi ăn cơm rồi bắt xe cho ông và về nhà cô nói với ông bà cứ yên tâm giờ cô kiên cường không còn sợ sệt gì mẹ con nhà quân nữa cô đã nhờ được luật sư giúp đỡ để đòi lại con nghe con gái nói vậy thì bố mẹ hà cũng yên tâm lên xe về hà nhìn bố mẹ bước lên ô tô mà ông bà vẫn cố ngoái đầu lại nhìn con khiến mắt cô cay sẻ nước mắt ứa ra ướt cả hai khóe mắt sống mũi cô cay cay cô thương bố mẹ mình quá cả đời ông bà vất vả nuôi cô khôn lớn nhưng cô chưa báo hiếu được ngày nào chỉ là toàn đem nỗi khổ đến cho ông bà. Ngày cô báo tin có bầu phải cưới gấp, ông bà đã phải chịu sự dè biểu, cười chê của bà con tròm xóm. Cô cưới xong, ông bà lại phải chạy vạy tiền, đưa thông gia xây nhà cho con mình ở. Giờ thì lo lắng con đơn độc đấu tranh, giành quyền nuôi con. Đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ hà thương thằng đạt bao nhiêu thì cô thấy thương bố mẹ mình bấy nhiêu cô tự nhủ cô sẽ không nhu nhược yếu mềm nữa cô phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con và cho cha mẹ già hà gọi điện cho lan nói xin ở nhờ nhà cô cho tới khi cô ly hôn xong lan đồng ý nên hà quay về nhà để thu dọn quần áo nhưng khi cô lấy khóa ra mở cửa thì nhà không sao mở được quân đã thay khóa nhà hà lập tức gọi thợ đến phá khóa hà thu dọn đồ đạc của mình xong thì lên xe máy sang nhà quân khi đi cô cố tình để nguyên cái cửa nhà đã bị phá khóa như vậy thật ngẫu nhiên hôm đó quân đi làm và tối anh ta không về anh ta hí hửng là nhà đã bị anh ta thay khóa thì hà không vào được và anh ta cứ thoải mái chơi bời hú hí ở bên ngoài với bồ Xong sáng hôm sau, như thường lệ, mẹ chồng Hà sang nhà con trai, đến nơi thấy cửa bị phá thì tưởng trộm nên hốt hoảng chạy vào kiểm tra. Thấy đồ đạc vẫn nguyên vẹn, bà ta gọi điện hỏi con trai. Quân tức tốc chạy về nhà, anh cũng kiểm tra thì thấy không bị mất gì, nhưng quần áo, đồ dùng cá nhân của Hà thì anh ta không thấy. Vậy là Hà đã phá khóa cửa vào nhà mà không thèm gọi điện thông báo gì cho anh quân tức điên người đấm thật mạnh xuống chiếc chăn mỏng ở giường nào ngờ ở dưới chăn là chiếc ô tô đồ chơi của thằng đạt mà hôm trước tú mua cho nhưng hà chưa đem sang cho con chiếc ô tô vỡ nát nhưng mấy mảnh nhựa cũng cắm vào tay quân làm máu chảy ra bà hân nhìn con trai liền hét toáng lên trời ơi con đàn bà mất tiết đó gài bẫy để hại con đấy mà để hôm sau nó đến mẹ phải cho nó một bài học mới được bà Hân vừa làm nhảm chửi Hà vừa lấy miếng vải buộc tay lại cho con trai. Nhà hàng của Tú đang giờ cao điểm phục vụ khách đến ăn bữa tối, khách đến rất đông nên những nhân viên phục vụ như Hà phải làm việc luôn chân luôn tay, bưng đồ ăn đặt lên bàn cho khách. Nhưng Hà cũng chẳng mấy chú ý xem những người khách trong bàn là ai. Vừa bưng món lên cho khách ở bàn số 10 xong, Hà quay vào làm việc tiếp thì nghe thấy hai cô nhân viên bên cạnh nói với nhau. Mày nhìn kìa, hai người ở bàn số 5 đấy Có vẻ là bồ bịch vì ông ta trông già và cô gái thì trẻ lắm Chắc lại kiểu sugar baby đấy mà Ờ, ngồi ăn mà đá chân sờ soạn nhau phát kinh Hà không để ý xem hai cô nhân viên đó nói thêm gì Mà cô tò mò đưa ánh mắt nhìn tới bàn số 5 Hai người khách, một nam một nữ Đang ăn và nói chuyện rất tỉnh tứ Nhưng kìa, người đàn ông đó chính là ông Hùng, bố chồng Hà Hà há hốc mồm khi nhìn thấy bố chồng đi cùng một cô gái trẻ ông ta xưa nay thường giao giảng đạo đức nhiều lắm cơ mà có kịch hay để xem rồi đây hà chạy ra một góc lấy điện thoại ra và gọi mày còn dám gọi điện cho tao à đứa con dâu mất nết bà hân hét lên giận dữ khi thấy hà gọi mẹ có chuyện gì mẹ cứ bình tĩnh nói giờ mẹ phải đến chỗ con ngay bố con đang bị tai nạn ở đây hà bình tĩnh nói với mẹ chồng ở đâu ông ấy có sao không tiếng bà hân hốt hoảng hỏi hà qua điện thoại cô nghe mà có vẻ thích thú con đang ở Hà nói địa chỉ nhà hàng cho mẹ chồng Rồi còn không quên dặn thêm Nếu anh Quân ở nhà Thì mẹ bảo anh ấy lái xe chở đến cho nhanh mẹ Ờ ờ mẹ đến ngay đây Lúc đó là khoảng 7 giờ tối Quân đã về nên bà liền bảo Quân trở đi Nhưng còn thằng Đạt Không thể để nó ở nhà một mình được Bà Hân liền bế nó lên xe cho đi cùng Chẳng mấy chốc Xe của Quân đã dừng ở cổng nhà hàng Hà đi ra Thấy mẹ chồng và quân đến, thì liền bảo một nhân viên dẫn hai người đến bàn số 5 mẹ mẹ ơi thằng đạt ngồi trong xe nhìn thấy hà nó reo lên mừng rỡ hà nhanh trí bảo với mẹ chồng là để cô ở lại trông con cho hai người và xem ông hùng bị ngã ở bên trong vậy là hà bế thằng đạt ra tú cũng biết chuyện này về lúc mới nhìn thấy bố chồng cô ở đây cô này ra ý định gọi mẹ chồng đến thì đã hỏi quan ý tú được anh đồng ý cô mới dám làm bà hân và quân nhanh chân theo người nhân viên hà bảo đến bàn số 5 nhìn thấy chồng mình đang ngồi ăn cùng một cô gái, bà Hân lao vào túm tóc cô ta, giật xuống. Còn đĩ này, mới dám dụ dỗ chồng bà, vừa kéo tóc, bà Hân vừa hét lên, làm ả bồ nhí kia đau đớn. Ông Hùng đứng dậy định sang đỡ cho người tình, thì liền bị quân ngăn lại. Mọi người trong nhà hàng thấy có vụ đánh ghen thì xuống đến để xem. Người quay phim, người chụp ảnh, chỉ trỏ, xì xào với nhau, Tú nhanh chóng mời bảo vệ đến dẹp loạn, bà Hân còn ngoan cố không chịu buông cô gái kia ra, đến khi Tú dọa kiện thì bà ta mới chịu thôi. Trong lúc bà Hân đang mải đánh ghen thì ở ngoài Lan đã đến đón Hà và con trai cô về nhà mình. Sau khi bị đuổi khỏi nhà hàng thì Quân và mẹ tức tối ra xe để về, ông Hùng xấu hổ cũng cúi gằm mặt về theo vì chìa khóa xe đã đưa cho ả bồ, ông cũng vừa sang tên chiếc xe cho cô ta. Do việc ông ngoại tình bị phát hiện thì coi như ông mất luôn cái xe ô tô giá gần cả tỷ bạc. Lên đến xe, bà Hân nhìn chồng mà cơn tức vẫn cứ sôi sùng sục, bà ta tiếp tục nghiến răng xỉ vả chồng. Đẹp mặt không, giả cóc đế ra rồi mà còn hám cổ lạ, giờ thì xe mất tiền mất, còn mỗi cái bộ đem về sướng chữa. Ông Hùng im lặng, không nói câu gì, hình như ông ta đang tiếc của nên mặt cứ đần thối ra. Đúng là đem tiền cho gái thì chẳng bao giờ đòi được mà. Thằng Đạt đâu mẹ, quân từ ghế lái quay xuống hỏi mẹ chết thằng đạt cháu tôi ôi cháu tôi câu hỏi của quân làm bà hân giật mình chắc nó đem thằng đạt đi giấu rồi mày gọi ngay cho nó xem sao quân lấy điện thoại gọi cho hà đòi con thì cô nói thằng đạt là con cô cô đem nó về để chăm sóc quân tức điên người nhưng cũng không làm gì được vì giờ nếu anh có chạy đến đón nó mà hà nhất quyết không nghe thì anh cũng không làm gì được Bà Hân thấy con trai bảo Hà không đồng ý trả lại thằng Đạt thì dồ người lên, bà ta dãy dụa quay sang đổ lỗi hết cho chồng. Tại ông hết mà, vì ông nên tôi mới bị cướp mất cháu, đúng là cái loại dê già mất nết, may bở ngoài đường á thì thôi cho hai người biết mặt. Thấy mẹ mình cứ lại nhải mãi không thôi, quân liền quát, mẹ thôi đi con nhức đầu lắm rồi, giờ mày cũng lại quát mẹ à, ôi giời ơi là giời, chồng với trả con, Bà Hân cứ thế lu loa cái mồm của mình Nhưng giờ thì chả có ai đứng ra bên bà nữa Ông Hùng ngồi im như thóc Còn Quân Anh ta cũng lắc đầu Tập trung lái xe Để nhanh chóng về nhà Thoát khỏi cái loa phóng thanh của mẹ Hai ngày sau Tú hẹn gặp luật sư cho Hà Người được anh nhờ là Tiến Bạn của anh Một luật sư khá nổi tiếng Có rất nhiều vụ kiện khó Nhưng Tiến đều đã cãi thắng Lần này Được Tú tin tưởng nhờ giúp cho Hà thì anh cũng nhiệt tình nhận lời sau khi Tiến và Hà trao đổi tình hình Thì Hà nói với anh Em chỉ muốn nhờ anh giúp cho em giành lại quyền nuôi con thôi ạ à. Thế còn Tiến Tiến hỏi Hà về số tiền 200 triệu Mà bố mẹ anh đưa cho mẹ quân để xây nhà Thì Hà bảo Không cần lấy lại số tiền đó ạ à. Coi như bố mẹ em làm từ thiện đi Nhà em tuy không giàu như nhà họ Nhưng mà em không cần Tiến nghe Hà nói vậy thì cười Cô gái còn ngây thơ lắm Con em sẽ đòi và tiền cũng sẽ phải lấy về Giờ em giành quyền nuôi con Thì phải có tiền để lo cho con chứ với lại theo anh biết số tiền đó là mồ hôi nước mắt cả đời của bố mẹ em tuy không nhiều nhưng nó là của mình thì vẫn phải đòi về em không lấy họ vẫn cứ ghét em mà vâng ạ nhưng em sợ như vậy thì sẽ vất vả cho anh vất vả gì đâu nó là nghề của anh mà tin anh đi nhất định anh sẽ dành phần thắng về cho em vậy em xin đội ơn anh ạ từ hôm ông hùng bị phát hiện ngoại tình và thằng Đạt bị Hà đón đi Thì bà Hân vô cùng tức tối Bà hết chửi chồng lại quay sang chửi Hà Nhưng ông Hùng đi làm tối mới về Còn Hà thì cũng sắp không còn là con dâu bà nữa rồi Cô không ở cùng bà Nên bà có chửi cô cũng chẳng nghe được Bà ta tự chửi rồi lại tự nghe Quân thấy mẹ mình cứ chửi bới suốt ngày Thì cũng mệt mỏi Chẳng mấy khi về nhà Nghe đâu anh ta có bồ Là cô gái nằm cùng cơ quan hà thấy mấy người bạn của quân nói vậy nhưng cô cũng kệ vì giờ cô và anh ta chẳng liên quan gì nữa cô chỉ cần có thằng đạt là đủ đón thằng đạt theo hà và lan phải thay nhau trông nó khi hà đi làm buổi tối thì lan trông còn hà sẽ trông ban ngày hà không thể nghỉ việc ở nhà trông con được vì giờ cô rất cần công việc khi cô có việc làm cô mới có cơ hội thắng trong vụ kiện này Ngày tòa cho gọi quân và Hà ra để xử lý ly hôn, Tiến đã xuất sắc giành lại quyền nuôi con về cho Hà. Trước tòa, Tiến đã tố cáo mẹ chồng và chồng Hà bạo hành cô. Đồng thời, anh cũng đưa ra bằng chứng cho thấy sự suy đồi đạo đức ở gia đình nhà chồng sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con Hà, nên tòa chấp nhận cho Hà được nuôi con. Và mỗi tháng, quân phải chu cấp tiền nuôi con cho Hà là 2 triệu đồng. Nhờ có những chứng cứ sắc đáng và sự lập luận sắc bén của Tiến, anh còn đòi lại được số tiền 200 triệu về cho Hà và gia đình chồng phải bồi thường cho cô một khoản tiền lớn để bù đắp cho những tổn hại về tinh thần và thể xác mà họ đã gây ra cho Hà. Khi nghe tòa phán, bà Hân như phát điên lên, bà ta kêu gào đập phá bàn ghế nên công an phải tới lôi cổ bà ta ra, không cho bà ta làm loạn. Hà đứng nhìn mẹ chồng bị lôi ra ngoài, cô chỉ biết lắc đầu. Bà ta là người tham tiền nên nghe thấy phải bồi thường tiền cho Hà, bà ta gào lên. Các người có mắt không hả? Còn danh đó, nó lừa gạt nhà tôi, âm mưu chiến đoạt tiền của nhà tôi. Quân cũng ấm ức không kém, anh ta cố hét lên trước tòa. Cô ta đi ngoại tình qua đêm, sao tòa không nhắc gì đến? Cô ta đi đĩ bên ngoài cũng là suy đồi đạo đức, tôi không phục. Xin mời anh đưa bằng chứng thân chủ tôi ngoại tình, tiến lên tiếng hỏi quân bị yêu cầu đưa bằng chứng hà đi theo trai qua đêm thì quân ấm ức không nói thêm được câu nào đành phải ngồi xuống phiên tòa kết thúc và phần thắng thuộc về hà quân và mẹ anh ta như phát điên mà không làm thế nào được sau khi giành được quyền nuôi con và lấy được tiền hà đã thuê một căn hộ nhỏ gần chỗ làm của mình hàng ngày cô cho thằng đạt đi nhà trẻ cuối tuần vào ngày nghỉ cô cũng cho con đi chơi thằng đạt mỗi lần được đi chơi thì vui lắm cứ tíu tít vừa chơi vừa nói mẹ ơi con yêu mẹ hà nhìn con âu yếm mẹ cũng yêu con từ khi bị thua kiện bà hân cứ chửi bới chồng con bà ta đổ lỗi cho chồng và con đã không mời được luật sư giỏi nên mới thua kiện và bà ta phải bỏ một đống tiền ra để bồi thường cho hà Lúc nào trong đầu bà ta cũng nghĩ đến số tiền phải trả cho Hà, nên làm gì, nói gì, ăn gì, bà ta cũng nhắc đến tiền. Quân đưa bà đi khám, thì bác sĩ bảo bà ta bị chứng rối loạn tâm thần. Vậy là hàng ngày, khi quân và ông Hùng đi làm, thì họ nhốt bà Hân vào trong nhà. Hà thấy như vậy, thì cô cũng không đưa con cô đến chơi nhà bà nội nữa. Cô sợ bà ta sẽ làm hại con cô. Hai năm sau, thì bà Hân mất do ngã cầu thang, bị chấn thương sọ não. Hôm đám ma bà Hân, Hà cũng đưa con trai cô đến. Sau đó cô cũng ở lại giúp đỡ Quân và bố chồng lo việc ma chay cho bà. Khi trôn cất xong, Hà đưa con cô ra chào ông Hùng và Quân. Ông Hùng mắt ngân ngấn nước. Bố xin lỗi, cũng tại bố không quán xuyến được gia đình nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Thôi bố, chuyện đã qua rồi, giờ mẹ con cũng đã mất. Bố hãy vui vẻ sống và động viên anh Quân. Thỉnh thoảng con sẽ đưa cháu qua chơi. Chào ông nội và bố đi con. Cháu chào ông nội. Con chào bố ạ à. Quân xoa xoa đầu con trai Rồi đưa mắt nhìn Hà Trong anh chào dâng một sự nuối tiếc Anh Anh xin lỗi em và con Biết quân đang đau buồn nên Hà cũng không muốn nán lại lâu Cô dắt tay con trai và rời đi tránh ánh mắt đau khổ của quân Nhìn Hà dẫn con trai lên chiếc xe ô tô của Tú rời đi Mặn nước mắt quân chảy xuống Những giọt nước mắt mặn chát anh ước thời gian có thể quay trở lại để anh có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ có hai chữ giá như cái giá mà quân phải trả cho sự ngu nhược hèn nhát của mình làm vĩnh viễn mất đi vợ con hai người đã yêu thương anh một cách vô điều kiện. Quý vị và các bạn thân mến, một người đàn ông từng bất chấp tất cả để có thể ở bên người mà anh yêu thương nhưng lại chẳng biết đúng sai để cho vợ mình bị cướp đoạt đi quyền làm mẹ và con mình bị bứt ra khỏi vòng tay mẹ khi vẫn còn thơ ấu thì dù yêu thương bao nhiêu anh ta cũng chẳng đủ sức gìn giữ hạnh phúc gia đình huống gì trái tim của anh ta vốn cũng chẳng đủ thương yêu và ấm áp dành cho vợ cái kết của nhân vật quân có lẽ cũng là kết cục tất yếu phải không các bạn với hà tuổi trẻ lầm lỡ đã khiến cô phải từ bỏ giảng đường khi tuổi còn quá trẻ, bước vào một cuộc hôn nhân khi đã manh nha, nhận ra gia đình chồng chẳng được như mình mong đợi mà vẫn phải dấn thân vào. Cái cách mà cô ấy đã nhẫn nhịn cuối cùng lại chẳng phải là cách có thể gìn giữ hạnh phúc cho bản thân và cho cả đứa con thơ. Cũng may mà cuối cùng cô ấy đã nhận ra điều gì là tốt nhất cho bản thân và con mình. Con đường mà cô gái của chúng ta sẽ đi tiếp. Còn dài lắm, nhưng bài học cay đắng mà cô ấy đã trải qua đúng là khiến người ta chẳng thể nào tin được. Đôi khi êm ấm lại chẳng phải là âm thầm chịu đựng mà là biết mạnh mẽ nắm lấy cuộc đời của chính mình. Các bạn hãy cùng Audio chuyện hay chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình trong phần bình luận nhé và nhớ ủng hộ minh ngọc cùng ekip của chương trình bằng cách like chia sẻ đăng ký kênh chuyện và nhấn vào hình chuông thông báo để chúng ta có thể bên nhau mỗi ngày cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh chuyện tạm biệt và hẹn gặp lại